lại chia sẻ với các nàng ơi. Chị chia sẻ. Không máy, anh ra máy tính nhỉ? Ừ. Xong rồi một người theo dõi xem ai là người comment nhanh nhất ghi đơn mà nhé. Xin chào cả nhà. Hôm nay mini game lắc tay rất là xinh xắn nha. Tặng quà không đồng luôn và các bạn không phải mất chi phí nào luôn. Có thấy Thái Thảo nhé. Hãy chia sẻ lên trang cá nhân và lên nhóm của mình ở chế độ công khai nhé. Lên trang cá nhân và lên nhóm ở chế độ công khai ạ. Rồi, lắc tay đây ạ. Lắc tay lại về như hôm nay thì không phải mua với giá 49k mà các bạn được tặng miễn phí luôn ạ. Nên có ai đăng ký để được tặng miễn phí lắc tay này không ạ? Xin chào Út Ngân ạ. Nhà mình ơi, xin chào Ngô Hường. Trước tiên thì chúng ta hãy chia sẻ đi, sau đó thì Thu Dương sẽ có thể lệ. Sẽ có thể lệ của cuộc mini game ngày hôm nay rất vui và rất hấp dẫn. Tặng quà không đồng luôn nhá. Tặng quà không đồng cho lắc tay này rất là xinh luôn ạ. 43 bạn đang xem, hãy lên đi ạ. Lên đủ 200 bạn đi để bắt đầu Thu Dương sẽ công bố cuộc mini game ngày hôm nay. Và đặc biệt hôm nay lại còn có một hot boy nữa. Hôm nay hot boy cực kỳ đẹp trai luôn. Sẽ tặng cho các nàng luôn nha. Một lắc tay rất là siêu xinh luôn. Rồi có thấy Ngọc Thu Trương, Thái Thảo, thấy Ánh Quân. Rồi hãy chia sẻ đi. Hãy chia sẻ đi để hôm nay sẽ chơi mini game đuổi hình bắt chữ. Đuổi hình bắt chữ rất là hấp dẫn luôn. Và nếu như chúng ta không chia sẻ, không comment thật mạnh tay thì nhiều khi không bị ẩn comment thì thương không đọc được comment của các bạn đâu ạ. Nên trước tiên thì chúng ta khi tham gia mini game như thế này. À, hôm nay nhận được hàng rồi, đẹp quá đúng không Nhung Trần? Xin chào Lê Phượng, thấy Họa Bì này, thấy Thỏ Tuệ Nhi này, Thảo Nguyễn. Hãy chia sẻ lên trang cá nhân và lên nhóm ở chế độ công khai. Sau đó thì Thu Dương sẽ nói rất là rõ về thể lệ cuộc chơi của ngày hôm nay để được nhận một cái lắc tay mã không đồng như thế này. Sẽ dành cho 30 bạn được một lắc tay giá không đồng. Các bạn không phải mất một khoản chi phí nào hết ạ. Các bạn chỉ cần nghe điện thoại cho lại địa chỉ cho Thu Dương và Thu Dương sẽ gửi quà cho các bạn nhé. Thấy Thùy Dương ạ, thấy Hoàng Thủy nhá, thấy Mẫn Phượng ạ, và thấy Dung Lê nhá, thấy Nga Phạm ạ. Lên đủ 200 bạn đi, Thu Dương sẽ bắt đầu công bố thể lệ của cuộc chơi ngày hôm nay nhá. À rồi, Ánh Quân, rồi bạn nào muốn tặng thì hãy comment thật mạnh tay đi ạ. Có những ai muốn tặng lắc tay này không ạ? Comment đi ạ. Ai muốn lắc tay này không ạ? Được tặng luôn nhá. Hôm nay các bạn không phải mua nhá, hôm nay được tặng luôn. Sẽ cho 30 bạn nào hôm nay may mắn sẽ được tặng 30 cái lắc tay luôn nhá. Hàng em nhận được rồi chị ạ, đẹp mê hồn. Rồi đẹp quá phải không Toàn Vân, có thấy Mỹ Lộc Phạm, thấy Vân HP, thấy Bích Du. Xin chào Phạm Thu, xin chào Bình Lê Thị Bình. Có thấy Sóng Giá, thấy Hồ Thị Thu Thủy. Mình mua còn khó đúng không? Trời ơi mua còn khó nhưng hôm nay chơi thì lại còn dễ hơn rất là nhiều ạ. Có thấy Nga Trần nha, hãy chia sẻ đi ạ. Trước tiên thì chúng ta hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ lên đủ 200 bạn nha. Rồi Thu Dương sẽ nói về thể lệ của cuộc chơi ngày hôm nay. Một game show sẽ được dành cho 5 bạn nhá. Và 5 bạn đều được tặng quà, rất là đẹp luôn ạ. Mua còn khó nhưng hôm nay thì các bạn còn được tặng cơ các bạn nhá. Một lắc tay rất là xinh luôn. Xin chào bạn Ngọc Hiếu. Hàng chị nhận được rồi, đẹp lắm em ơi. Rồi xin chào Nguyễn Hà nhá, có thấy Đặng Thị Huyền Trang. Cả nhà ơi hãy comment lên để Thu Dương xem có nhìn thấy các bạn đang tham gia livestream của Thu Dương không ạ. Chụp màn hình gửi inbox rồi chị nhé. Rồi Phương Thùy đã chụp màn hình inbox rồi ạ. Không, hôm nay không bán lắc tay, hôm nay chỉ tặng thôi các bạn nhé. Riêng lắc tay hôm nay Thu Dương chỉ tặng thôi và không bán luôn ạ. Không bán luôn nhá, chỉ tặng thôi nhá, chỉ tặng. Và hôm nay sẽ thử IQ xem bạn nào là người thông minh nhất sẽ được tặng lắc tay như thế này ạ. Lấy cho chị đôi bông tai của cùng với mẫu này luôn đi. Ở ngoài kia. Và IQ bạn nào là người trả lời sớm nhất và nhanh nhất thì sẽ như thế này, Thu Dương sẽ ghi thể lệ của cuộc chơi của ngày hôm nay nhá. Sẽ nói này. Thu Dương sẽ chơi đuổi hình bắt chữ. Sẽ là ví dụ như thế này. Các bạn sẽ đoán một hình ảnh, sẽ đoán một hình ảnh trên cái hình này nó sẽ có câu và đằng sau thì Thu Dương đã có giải đáp của câu này rồi. Bản thân Thu Dương đã phải tự vẽ ra tất cả những hình này nha các bạn nhé. Rồi thì để tham gia chơi game show với Thu Dương của ngày hôm nay thì các bạn đoán đuổi hình bắt chữ nhé. Đuổi hình bắt chữ, nhìn hình ảnh và đoán ra được giả hình ảnh nó có những chữ gì. Rồi. Rồi sau đó bạn nào là người comment sớm nhất và nhanh nhất, người đầu tiên thì Thu Dương sẽ tặng cho bạn là một cái lắc tay kèm theo một đôi bông tai đồng bộ luôn ạ. Một lắc tay và kèm theo một đôi bông tai đồng bộ luôn nhá.
một lắc tay và kèm theo đôi bông tay đồng bộ. Còn lại còn bốn bạn tiếp theo, còn biết bốn bạn tiếp theo nhé, còn bốn bạn tiếp theo sẽ được bốn sản phẩm lắc tay nếu như ai là người comment sớm nhất và nhanh nhất đó. Những bạn đầu tiên khởi điểm nếu như đoán trúng, Thu Dương sẽ ghim lại, Thu Dương sẽ ghim lại thì được một lắc tay và kèm theo một đôi bông tay đồng bộ. Còn bạn nào bốn bạn theo sau sẽ được mỗi người được một thêm một lắc tay, nhưng với điều kiện các bạn phải chụp lại màn hình và chia sẻ lên nhóm nhiều nhất, sau đó thì gửi vào inbox cho Thu Dương. Đấy, những bạn comment sau, bốn bạn sau, tức là một game show sẽ dành cho 5 bạn. Bạn đầu tiên nếu như là người thông minh nhất, comment nhất, nhanh nhất thì các bạn sẽ được nhận luôn, sẽ được nhận luôn một lắc tay và một đôi bông tai. Còn bốn bạn sau comment, bạn nào là người comment nhanh nhất và sớm nhất sẽ mỗi người sẽ được tặng một lắc tay như thế này, nhưng với điều kiện các bạn phải vào inbox gửi cho mình cái hình ảnh các bạn đã chia sẻ lên nhóm và lên trang cá nhân của mình nhá. Còn bạn nào mà may mắn á, mà thông minh nhất thì không, bạn không cần phải vào inbox để chụp lại màn hình đã chia sẻ cho Thu Dương đâu ạ, mà các bạn chỉ cần đoán thôi. Mọi người đã hiểu chưa ạ? Bông tai hôm nay Thu Dương không có bán, hôm nay tặng hết luôn cho cả nhà mình nhá. Hôm nay tặng hết luôn ạ. 273 bạn đang xem, hãy lên đủ 300 bạn đi ạ. Lên đủ 300 bạn thì Thu Dương sẽ bắt đầu mini game show đầu tiên ạ. Và giới thiệu với cả nhà nhá. Giới thiệu có thấy dê đi Trần ạ. Giới thiệu với cả nhà, hôm nay để tham gia game show của ngày hôm nay thì Thu Dương không phải là người trực tiếp cho cái buổi hình bắt đuổi hình bắt chữ của ngày hôm nay, mà sẽ là một hot boy rất là đẹp trai. Anh ấy chưa có người yêu đâu ạ. Đấy. Chưa có người yêu đâu. Anh ấy cực kỳ yêu trang sức luôn, mặc dù anh ấy là men, anh cực men luôn ạ. Anh ơi, anh có thể vào đây chào mọi người được không anh? Đây là anh tự giới thiệu về bản thân đi ạ. Anh lên hình đi ạ. Ôi, rồi, xin chào cả nhà. Đấy. Xin chào đại gia đình. Đấy, anh ấy vào cái lên view luôn ạ. Xin chào cả nhà nhá. Rồi, hôm nay rất vui. Rất anh vui và cũng có thể cởi cái cúc sâu một tí được không anh? Đó, đấy. Anh sexy một tí đi. Anh sexy đi. Rồi, được xin ạ. Chào tất cả các anh chị, chào các bạn nhá. Hôm nay rất vui là Nguyễn Chính được trở về đây và đồng hành cùng với lại tất cả các anh chị của trang sức Thu Dương. Những người bạn, những người anh chị dễ thương nhất trong buổi ngày hôm nay và đồng hành cùng với anh chị trong chương trình game show đuổi hình bắt chữ. Và cũng rồi chào tất cả mọi người. Rồi hiện tại là trên người mình đây cũng đang sở hữu rất nhiều những món trang sức của Thu Dương, bao gồm lắc tay, mỗi tội là không có lỗ tai để đeo thôi ạ. Treo đùng nắng đây rồi, như lắc tai luôn. Dạ, vòng cổ đây, vòng cổ này là của nữ. Rồi chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình cũng rất là vui đồng hành với các bạn ở trong chương trình đuổi hình bắt chữ. Và chắc là các bạn cũng đã biết là chương trình này cũng khá quen thuộc với chương trình trên chương trình đài truyền hình Việt Nam đúng không ạ? Ở chương trình Hà Nội 1 và đồng hành với lại anh Xuân Bắc. Thì hôm nay mình cũng rất là vui khi mà được cái tổ chức chương trình game show này cho các bạn ở chương trình mini game show tặng quà của trang sức Thu Dương cho buổi tối ngày hôm nay. Thì vâng, xin chào các bạn rất nhiều. Anh xấu chứ. Ừ, anh xấu mà. Thôi nhưng mà cái trang sức nó đẹp mà được. Và có lẽ là chúng ta chờ đến khoảng độ 350 cho đến 400 người xem thì mình bắt đầu chương trình trò chơi được không các bạn nhỉ? Và trên tay mình bây giờ đang cầm miếng hình đầu tiên. Và hình này thì các bạn có nghĩa là hiện tại là bên mình đã có đáp án sẵn ở đằng sau. Và các bạn hãy nhìn hình và đuổi đoán làm sao được chữ cho cái đáp án của mình là chính xác nhất. Và hiện tại bây giờ là trên hình đây là một đôi chim và hai cái lồng. Và các bạn hãy cho mình cái đáp án. Và cái thể lệ thì vừa rồi bạn Thu của trang sức Thu Dương cũng đã cho các bạn biết là cái thể lệ cuộc thi nó như thế nào rồi đúng không ạ? Các bạn hãy, cái thứ nhất là các bạn phải trả lời đúng chính xác đáp án. Cái thứ hai, các bạn hãy chia sẻ bài viết lên trang của mình ở chế độ công khai. Đấy, lên trang các nhóm của mình ở chế độ công khai. Rồi, các bạn cứ trả lời đi ạ. Khi nào mà Nguyễn Chính nhìn thấy các bạn trả lời đúng thì ngay lập tức là sẽ có một bạn thư ký sẽ ghi lại cái đáp án đó. Và các bạn nên nhớ cho mình là trả lời đáp án và kèm theo là số điện thoại đằng sau ạ. Rồi, chim sổ lồng không phải nhá. Dạ, chim sổ lồng không phải đâu ạ. Lồng chim sổ lồng đều là không đúng ạ. Và tất cả các đáp án. Rồi,
Lồng chim không phải ạ, lồng son cũng không phải luôn. Nó có hai từ thôi ạ, có hai từ thôi cả nhà ơi. Gợi ý cho các bạn là đáp án của chúng ta gồm hai từ. Rồi hai từ. Và tất cả các món trang sức của Thu Dương trong buổi tối ngày hôm nay là chúng ta tặng không bán ạ. Không chỉ bán đâu ạ. Chỉ tặng thôi ạ. Rất nhiều đấy ạ. Đó, chỉ tặng quà thôi nha. Chỉ tặng thôi nha. Nhưng mà yêu cầu phải đoán chuẩn nha, yêu cầu phải đoán chuẩn. Hai từ thôi, hai từ. Cái lồng thì đúng rồi. Cái lồng thì đúng rồi mà con chim thì cũng đúng rồi. Đó, nhưng không phải là lồng chim, không phải là song song, cũng không phải là chim câu, cũng chẳng phải là song ca nhá. Anh nói đấy, em ngồi vào đây cho mọi người cũng biết. Đấy, đấy, dọ chim không phải, dọ chim không phải nha, không phải dọ chim. Rồi, đúng, mình... đấy là hai cái lồng, chuẩn là hai cái lồng, chuẩn là hai cái lồng. Gợi. Lên, gợi ý lên đủ 500 người, bạn. Mọi lên người chia bạn. Sẻ mạnh đi ạ, à. Chia sẻ mạnh đi ạ. À. Lên đủ 500 bạn Thu Dương và anh Chính sẽ lại gợi ý tiếp cho các bạn nhá. Lên đủ 500 Thu Dương sẽ lại gợi lên đủ 500 lại gọi tiếp lại. Lại gợi ý tiếp. 498, 499 ạ. Rồi. Cầu lông không phải, song ca không phải. Rồi, chim sủ lồng không phải. Hai từ thôi. Gợi ý thêm một là có từ lồng đúng không các bạn? Có. Mình gợi ý thêm có từ lồng có và từ, lồng. Từ đó ở đằng sau. Đấy. Rồi, không đúng sổ lồng ạ, à. Không phải ạ. Phải sổ lồng, có từ lồng nha. Các bạn nhớ lên nhìn các bạn nên nhớ nhá. Các bạn phải nhìn là tại sao mà lồng cu. Làm gì có từ lồng cu à, Đỗ Đức Đạt ơi, không phải lồng cu, dạ. Không phải sinh đôi. Không phải sinh đôi ạ. À. Có từ lồng ở đằng sau rồi còn gì? Có từ lồng ở đằng sau. Không có ý nữa. Rồi, nào. Hài lòng. Đúng là hai câu nhưng mà có từ lồng ở đằng sau. Các bạn ơi chia sẻ lên đủ 700 đi. Lên đủ 700 đi. Đấy. Nào comment đi. Các bạn hãy comment và cái comment không giới hạn đâu ạ. Vâng, và các bạn hãy chia sẻ bài viết ở chế độ công khai trên trang của mình. Được không ạ? Rồi. Tất cả các đáp án các bạn nào trả lời đúng và không có số điện thoại là trang sức Thu Dương cũng không liên hệ được đâu ạ. Nhưng các bạn hãy comment đáp án và số điện thoại ngay sau, được không ạ? Vâng, và tất cả những món quà hôm nay, những đồ trang sức của trang sức Thu Dương hôm nay rất đẹp lòng lành như trà xanh không độ mà đẹp lòng lọng như sân vận động Mỹ Đình đây ạ. Đúng rồi ạ. À. Tất cả hôm nay chỉ tặng thôi, không bán đâu ạ. Đó, đấy, anh Đồng thì comment đi. Đôi lồng không phải, cầu lồng không phải, chim lồng gần đúng rồi đấy ạ. Và đôi lồng gần đúng rồi đấy ạ. Mình gợi ý thêm là đôi lồng gần đúng rồi đấy ạ. Rồi, Larry Nguyễn cặp lồng chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn Larry Nguyễn. Larry Nguyễn là người comment đầu tiên, xin chúc mừng. Larry Nguyễn là người comment đầu tiên, đáp án là cặp lồng nhưng mỗi tội là hiện tại là bây giờ mình dùng camera trước, chữ nó bị ngược. Rồi, đáp án đã được công khai ạ, cặp lồng, Larry Nguyễn là người trả lời đầu tiên. Sau đó còn 4 bạn nữa, đáp comment án là sau. Cặp lồng. Đúng rồi, 4 bạn nữa comment sau, các bạn hãy chụp lại màn hình luôn và gửi vào đáp án luôn nhá. Không, chị cho 4 người. Một người là đầu tiên, 4 người là người nào chia sẻ nhiều nhất thì vào inbox. Em ghi đi. Bạn Larry Nguyễn là bạn đầu tiên sẽ trúng là một lắc tay của một đôi bông tai nha. Rồi, bạn Larry Nguyễn đã được ghi rồi đấy ạ. Bốn bạn Thu Dương sẽ đọc và các bạn hãy comment có em ở đây Thu Dương sẽ tặng cho các bạn nha. Nào, nhân viên nhà mình đang ghi nha. Rồi, nào, sợ quá cặp lồng cho cả hai con chim là sao? À, có hai con chim đó là từ đấy, đúng rồi, con chim thì phải có đôi có cặp đúng không? Đây là một cặp chim. Cặp chim, cả hai con chim tức là cặp đúng không? Hai cái lồng cũng là cặp đúng không? Đây, hai cái lồng đây đúng không bạn? Và đôi chim là cặp thì tất nhiên nó là cặp lồng rồi. Rất là logic thôi, cực kỳ đơn giản thôi ạ. Cặp lồng là cái từ đoán chính xác nhất rồi. Vâng. Hãy chia sẻ lên tiếp đủ 900 bạn đi sẽ lại một mini game show tiếp nhá. Và Thu Dương sẽ trong lúc chờ đợi thì Thu Dương sẽ công bố 4 bạn tiếp theo, 4 bạn sau là người em comment đọc. Nhanh nhất. Comment sau bạn Nari Nguyễn. Comment sau bạn Nari Nguyễn. Rồi, 4 bạn mà chỉ Thu Dương đang đọc đáp án có số điện thoại và đúng rồi, chỉ chấp nhận những đáp án có số điện thoại đuôi ở đằng sau nhá. Chỉ chấp nhận những bạn có số điện thoại đuôi ở đằng sau. Đấy, đuôi ở đằng sau. Và các bạn hãy vào inbox chụp lại màn hình, hình ảnh chia sẻ, đã chia sẻ lên cho Thu Dương. Tất cả đó, những món trang sức này hôm nay đều tặng trang luôn. Sức Thu Dương chỉ tặng thôi ạ. Vâng, đúng chỉ tặng ạ. Và hiện tại Nguyễn Chính cũng đeo rất nhiều các đồ đó, trang sức khác của đây. Cả bạn Nam. Rất nhiều đây ạ. Rồi, nào, 4 bạn Thu Dương sẽ đọc cho các bạn nha. Trang đúng sức đọc. Rất đẹp. Đúng rồi, 4 bạn Thu Dương sẽ đọc này. Anh đọc rồi, anh đọc đi ạ. Và bây giờ Nguyễn Chính sẽ đọc
các comment nhanh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sau bạn Larry Nguyễn và cũng nhận được phần thưởng đó là một đồ trang sức lắc tay mạ vàng 24K xuất xứ từ Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ vừa chuyển về bằng xe bò đến Việt Nam. Và kính thưa quý vị là kính thưa các bạn và nhóm món và món quà đầu tiên dành cho bạn Larry Nguyễn. Tiếp theo là bạn comment thứ hai. Bạn comment thứ hai là bạn Mỹ Tiếp có số điện thoại 0162848 6843. Chúc mừng bạn là người thứ hai nhận được món quà đó là một lắc tay của trang sức Tô Dương. Các bạn phải chia sẻ thật nhiều đấy ạ. Đừng quên chụp. Hôm nay không bán nên các bạn không hỏi đâu ạ, không hỏi giá. Hôm nay trang sức Tô Dương không hỏi giá mà chỉ tặng thôi ạ. Chỉ tặng thôi. Chúc mừng bạn thứ ba. Sau bạn Larry Nguyễn, bạn Mỹ Tiếp là bạn Phạm My có số điện thoại 0974837006 là người tiếp theo nhận được món quà của trang sức Thu Dương là một lắc tay mạ vàng 24K. Bạn thứ tư là bạn Dũng Lê gì đây, em ghi là Dũng Lê hay gì đây ạ? Dũng Lê. Dũng Bé. Dung bé, bé, chữ B một chữ E. À, chúc mừng bạn Dung Bé có số điện thoại 0963211393 là người tiếp theo. Và bạn cuối cùng là bạn Đặng Huyền Trang Trang có số điện thoại 0165840 9755. Chúc mừng tất cả các bạn đã trả lời chính xác đáp án, đó là cặp lồng. Và ở miếng hình đầu tiên, miếng ghép đầu tiên, chúc mừng 5 bạn. 5 bạn là người trả lời chính xác và có thời gian nhanh nhất. Và sau đây các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh lên ạ. Và chúng ta tiếp tục chương trình với miếng ghép thứ hai. Miếng ghép thứ hai Nguyễn Chính sẽ cho các bạn xem trước. Và miếng ghép thứ hai các bạn cho các bạn xem trước. Chỉ xem một lát thôi ạ. Xem một lát sau đó là các bạn hãy tư duy đi ạ. Rồi. Cực kỳ đơn giản. Rồi đáp án thứ. Rồi miếng ghép thứ đây là miếng ghép thứ hai. Em sau bạn Dung Bé sao không được Vĩ Duyên ạ? Nhưng bà bảo là phải có số điện thoại. Phải có số điện thoại em ơi. Phải có số điện thoại ạ. Từ, câu này chưa ra. Cho cả nhà mình xem hình ảnh trước. Nhà mình cùng nghĩ đi. Nhà mình cùng nghĩ nha. Sau đó thì lên đủ 900 bạn thì Thu Dương sẽ bắt đầu chơi game thứ hai. Các bạn sẽ xem trước hình ảnh này ạ. Đây là miếng ghép đầu tiên. Mảnh ghép đầu tiên. Và tất cả các đáp án các bạn nhớ này, các bạn nhớ cho Nguyễn Chính một điều là tất cả các đáp án sau đáp án phải có số điện thoại thì để cho anh em thư ký chúng ta bên trang sức Thu Dương có thể ghi lại những cái. Cùng nghĩ nha, đây là hình ảnh cực kỳ hấp dẫn luôn. Anh nói về hình ảnh đi ạ, anh hãy nói về hình ảnh đi. Nào, đầu tiên chàng trai đang kêu gọi cái gì đấy hả anh? Anh ấy bạn ấy đang nói gì đấy anh? Và bây giờ miếng ghép thứ hai phát hình bắt đầu. Phát hình. Đó. Rồi các bạn xem đi ạ, đây là một chàng trai rất đẹp trai, long lanh. Đẹp trai đúng không ạ, xoái ca, nhà xoái ca đấy ạ. Điều kiện luôn, kim cương 5 carat nhá. Rồi, các bạn nghe ạ. Anh các bạn các bạn nhìn này, đây là một anh chàng rất đẹp trai, xoái ca, mặc vest luôn. Tay trên tay cầm một hộp xoàng đấy ạ, tức là hộp quà đấy ạ, cầu hôn đấy. Không phải cầu hôn nhá, không phải cầu hôn đâu. Không phải đáp án cầu hôn ạ. Đây là một chàng trai này, cầm hộp nhẫn này và nói với bạn gái này, một bạn gái rất xinh xắn, con chiếc váy chấm bi, nó rất xinh xắn ạ. Không biết là thủng hay chấm bi. Chàng ơi, anh yêu em. Các bạn hãy ghép lại ạ. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn tổng thể bức hình. Đáp án của chúng ta là tổng thể bức hình đấy ạ. Các bạn nhìn đấy ạ. Tổng thể bức hình luôn đấy ạ. Trang ơi, anh yêu em. Đúng không? Rồi. Anh phải đọc từ từ lên vì mọi người xem sẽ bị ngược, không biết đọc từ từ. Đúng rồi. Đây, Trang ơi, anh yêu em và đây là nhẫn kim cương 5 carat. Nhẫn kim cương thì các bạn nên tưởng đến hai từ nào? Nhẫn kim cương là gì đúng không ạ? Đây, từ từ nhá. À, cả nhà ơi, cả nhà ơi, từ từ nhá, cả nhà ơi, tất cả cái hình ảnh ở trên này. Tất cả cái hình ảnh ở trên này đều có ý nghĩa hết ạ. Đều có ý nghĩa hết nhá. Một cô gái rất là xinh đẹp ạ. Một cô gái rất là xinh đẹp luôn. Và một chàng trai thì mặc một bột vest cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Đây. Đấy.
Đấy, anh nói đi anh nói đi. Và Thu Dương chưa nói là có bao nhiêu từ nhá. Có bao nhiêu phát từ các bạn. Phát hình tiếp tục này, phát hình tiếp tục này. Các bạn nhớ đây là dòng chữ này. Trang ơi, anh yêu em. Nhá, các bạn nhá. Trang ơi, anh yêu em. Và đây là nhẫn kim cương. Tức là liên tưởng đến cái gì ạ? Đúng rồi. Các bạn ghi là trang sức là những liên tưởng đến kim cương này, trang sức đúng không ạ? Trang ơi, anh yêu em. Và bên này, các bạn hãy chú ý bên này. Các bạn hãy sâu chuỗi này nhá. Các bạn hãy sâu chuỗi lại này. Sâu chuỗi tất cả hình này vào là sẽ có đáp án này. Đấy. Các bạn sâu chuỗi tất cả hình này vào. Đây là hình ảnh một cái cây đúng không ạ? Lá vàng rơi. Lá vàng rơi. Và lá vàng rơi thì các bạn hãy liên tưởng đến cái gì ạ? À, đến gì ạ? Rồi, chính xác này. Bảo Minh ở đáp án đầu tiên đúng trang sức Thu Dương ghim luôn ạ. Em bị cái mình rồi đâu ạ? Ghim luôn. Rồi, xin rồi. Chúc mừng bạn Bảo Minh ạ với câu trả lời chính xác. Trang sức Thu Dương. Vâng, trang sức Thu Dương đấy ạ. Xin chúc mừng. Bảo Minh ạ, em nhìn thấy ai em sẽ ấy. À, em nhìn thấy ai em sẽ ấy nhá, không ấy đâu. Không, một người thôi, lần này chỉ một người thôi. Rồi. Lần này một người thôi ạ, lần này thì có một bạn thôi ạ. Bởi vì câu này rất là dễ, câu này rất là dễ, đúng rồi. Câu này khá dễ luôn ạ. Và chúc mừng bạn Bảo Minh đúng ở rồi. Câu trả lời chính xác đầu tiên với câu trả lời trang sức Thu Dương đúng. Xin rồi chúc ạ. Mừng bạn Bảo Minh. Rồi ạ. Và tất cả các đáp án các bạn trả lời chúng tôi đã ghi lại ạ. Và sau chương trình game show này thì tất cả sẽ có nhân viên liên lạc lại với các bạn và trao tặng cho các bạn những món quà, những đồ trang sức rất ý nghĩa, rất đẹp. Đấy ạ, rất đẹp. Mạ vàng 24 carat, nhập khẩu từ Singapore mà vừa chuyển bằng xe bò về Việt Nam đấy ạ. Các bạn nhìn đây ạ. Rồi, ok. Và bây giờ các bạn hãy chia sẻ mạnh lên đi ạ. Bao chia giờ, sẻ mạnh đi ạ. Bao giờ đủ 1.000 người xem thì chúng ta bắt đầu chương trình miếng ghép thứ hai. Xem vào cô. Rồi, okay. À, cho em xin phép nha. Đây, anh Đức Chính ngồi cạnh em một tí đúng không? Rồi. Đây là bà chủ rất xinh đẹp. À, xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Nào các bạn ơi, khi các bạn muốn tham gia game show mini game của trang sức Thu Dương của ngày hôm nay khá hay và khá hấp dẫn. Bản thân Thu Dương hôm nay phải ngồi tự vẽ ra tất cả những cái hình này ạ. Tất cả những cái hình này Thu Dương phải tự vẽ ra đấy. Nhưng các bạn ơi, các bạn yêu cầu các bạn này không bị ẩn comment nha. Thấy Trần thì bảo Như ạ. Rồi, nếu không bị ẩn comment, với điều kiện các bạn phải chia sẻ lên trang cá nhân và lên nhóm của mình ở chế độ công khai nhiều nhất luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tặng toàn bộ lắc tay nhá. Lắc tay không đồng luôn và các bạn không mất một khoản chi phí nào luôn ạ. Không mất một khoản chi phí nào luôn nha các bạn nhá. Đó là một lắc tay siêu xinh và siêu đẹp luôn ạ. Để không bị ẩn comment thì hãy chia sẻ và hãy comment thật mạnh tay đi ạ. Mọi người hãy chia sẻ và kết bạn Facebook với Thu Dương và Phương Vi nhá. Hãy chia sẻ đi ạ, hãy chia sẻ để sẽ lại tiếp tục một mini game thứ 3 do anh Đức Chính sẽ là người Nguyễn Chính rất là đẹp trai đúng không, cực kỳ đẹp trai và cực kỳ hấp dẫn luôn ạ. À, sẽ thêm một game thứ 3 đi ạ. Thấy lặng nhìn nhá, thấy lặng nhìn này. Bạn ơi, nếu rồi, có ẩn comment rất là nhiều bởi vì các bạn không rồi, chia sẻ tay rồi đấy, thấy em diễm tên đi có ạ. Thấy diễm rồi, thấy tất cả mọi người. Kim Trung có, Liên Nguyễn thấy em có. Mua lắc tay này rồi ạ. Có thể các bạn là có cái lắc tay này rồi thì các bạn có thể là có tặng người, các anh em bạn bè hoặc là người thân của mình những đồ trang sức rất đẹp. Và tất cả những món quà này hôm nay trang sức Thu Dương bán cho anh chị với giá 0 đồng, tức là các anh chị không phải mất bất cứ một khoản chi phí nào. Chỉ cần các anh chị trả lời cho em chính xác đáp án của những mảnh ghép ở trên chương trình game show đủ hình bắt chữ, các anh chị sẽ là người sở hữu ngay một chiếc lắc tay mạ vàng chị ạ, có trị giá chỉ là 0 đồng thôi. Nào tiếp tục đi ạ, tiếp tục một game show thứ 3 đi ạ. Anh ơi hả? Và sau đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu game show thứ 3. Một game show thứ 3 khá là hấp dẫn luôn ạ. Mảnh ghép thứ 3. Đây là gì? Đây. Đây là gì? Các anh chị xin đưa ạ. Đây là gì? Nhìn thấy á? Đây là gì ạ? Rồi, mọi người hãy trả lời đi ạ. Đây là gì? Em tháo. Anh đeo chặt thế. Rồi anh đeo một cái đi, em không tháo được. Đây là gì? Rồi các bạn hãy trả lời đi ạ.
chỉ một lát nữa thôi, một lát nữa thôi là Nguyễn Chính sẽ gợi ý cho các bạn. Vâng. Anh ơi, anh có thể giới thiệu về cái bức hình này đi, gồm những cái gì đâu ạ? Bức hình này thì gồm những cái gì ạ? Rồi, các bạn đã trả lời rất nhiều. Và sau đó là khi nào các bạn mà mình thấy cảm thấy các bạn đang trong cái lúc mà bối rối chưa có đáp án thì mình sẽ gợi ý. Đây là một gọi là một lão ông dân đi. Ở đây cái hình này vẽ cũng giống lão ông dân quá. Một chàng trai cũng được, một lão ông dân đi. Và đây là rắn này. Đây là con rắn này. Đấy. Bên cạnh là gì đây? Đây là một cái lều đi nhỉ, một cái lều. Đây là lửa này. Đây là củi lửa này. Lên thì tiếp 900 người để gợi ý ạ. Đây là giới thiệu về hình ảnh thôi. Giới thiệu hình ảnh đi. Đây là mình đang giới thiệu hình ảnh nhá. Và khi nào các bạn đạt đến 900 người xem, 900 người xem thì Nguyễn Chính sẽ giới thiệu tiếp và cũng như là gợi ý cho các bạn tiếp. Đánh rắn động cỏ không phải. Gắp lửa bỏ tay người cũng không đúng ạ. Rồi các bạn cứ trả lời đi ạ. Khi nào Nguyễn Chính thấy có đáp án đúng là Nguyễn Chính sẽ ghim cái đáp án ấy lại và thông báo cho các bạn ngay lập tức. Hiện tại ở đây mạng rất khỏe các bạn ạ, nên tất cả các đáp án các bạn trả lời, những người làm chương trình này đều nhìn thấy hết, nên các bạn không lo là bị ẩn cái comment đâu ạ. Gắp lửa bỏ tay người không đúng ạ, rắn lửa không đúng ạ, vàng thử lửa cũng không đúng ạ. Rồi 850 người rồi, các bạn sẽ chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ bài viết ở chia sẻ live stream ở trên trang của mình ấy, ở chế độ công khai đi ạ. Tất cả các bạn trả lời phải có số điện thoại và phải chia sẻ bài viết, chia sẻ live stream ở trên chế độ công khai của mình. Đây nhá, giới thiệu với các bạn này, đây là cỏ nhá. Này, Thu Dương có ghi rất là rõ là có chữ cỏ này. Đây là cỏ nhá. Đây là lửa là đúng rồi, lửa là đúng đấy, có lửa. Hãy lên đủ 900 bạn để Thu Dương sẽ lại tiếp tục gợi ý cho các bạn nhé. Vàng không sợ lửa không phải, gắp rắn bỏ lửa không phải ạ. Không đúng ạ. Không đúng đâu ạ. Còn đây là một cậu bé. Các bạn hãy để ý những hình chi tiết ạ. Đúng rồi ạ. Con rắn thì đúng, đúng là con rắn. Đây là hình con rắn nhá. Đấy, núi đồi thì nhấp nhô, mây mưa các kiểu ABCD ạ. Rồi. Thu em để ý các đáp án nhé. Đây ạ, đúc vàng bằng lửa không phải, gậy ông đập lưng ông không phải, cửa có lều không phải ạ. Đây ạ, đây nhá, cửa có lều không phải, cắm trại không phải, rắn tía không phải ạ, diệt cỏ diện tật gốc không phải nhá, vạch cỏ bắt rắn bạn ơi. Mạng rất tốt và rất là ok luôn. Lên đủ 1.000 bạn, Thu Dương sẽ lại gợi ý tiếp. Okay. Con rắn không sợ lửa, không phải. Có rắn, rắn là có. Các bạn hãy để ý những hình chi tiết này. Hãy để ý chi tiết đi ạ. Hãy để ý chi có tiết. Có thể là những cái chi tiết cỏ, những tiết mây miếc này là. Đấy, rồng rắn lên mây. Chúng tôi vẽ cho nó sinh động đi ạ. Đúng rồi, rồng rắn lên mây không phải bạn ơi. Lên đủ 1.000 bạn, Thu Dương sẽ nói là có bao nhiêu từ nhá. Sẽ có mấy câu, Thu Dương sẽ nói rõ là có bao nhiêu câu. Ok. Rồi, ok, 1.000. Đáp án của chúng ta gồm 4 từ. 4 từ đúng không anh? Rồi, đúng rồi, 4 từ. 4 từ, 4 đáp từ. Đáp án của chúng ta gồm 4 từ ạ. 4 từ nhưng gắp rắn bỏ lửa không phải, đốt lửa dụ rắn không phải. Rửa rắn vàng Thu Dương không phải bạn ơi, con rắn lửa. Có 4 câu nhá, 4 từ. Các bạn để ý hình chi tiết này. Hãy nhìn kỹ và quan tâm đến cái hình ảnh đi ạ. Tất cả những cái hình ảnh này đều có sự liên kết với nhau đấy ạ. Đều có sự liên kết nhá các bạn nhá. Đây là một ngôi nhà. Đây là một bà lửa. Đúng rồi, đây là lửa đốt củi. Còn đây là cỏ. Đấy, còn đây là một cậu bé. Và đây đúng là một con rắn nhá. Rồi, mây mưa các kiểu ABCD có hết luôn ạ. Hãy nhìn kỹ hình ảnh luôn ạ. Đôi khi đánh rắn những... đập đầu không phải. Đánh rắn đập đầu không phải bạn ơi. Đánh rắn động cỏ không phải ạ. Nó là một hành động phải không anh Chính ơi? Đúng rồi. Đúng không? Phải là một hành động không ạ? Không, cái này đúng là một hành động nhá. Nó là một hành động. Các bạn hãy nhớ đáp án của chúng ta là một hành động. Đúng rồi. Là một hành động. Đó là một hành động. Và có 4 câu nhá các bạn nhá. Có 4 câu phải không anh Chính? Có 4 chữ ạ. Đáp án của chúng ta mềm nắn rắn buông không phải ạ. Mềm nắn rắn buông thì ít ra thì cái anh này anh phải cầm bóp cái gì đấy chứ đúng không? Nắn bóp cái gì đấy, như đây anh ấy chả nắn chả bóp cái gì luôn ạ. Gắp rắn bỏ lều không đánh rắn ạ. Bằng lửa không phải, gắp rắn bỏ lều không phải nha. Chia sẻ mạnh nha các bạn ơi. Chia sẻ mạnh, tay lên đủ 1.200 đi ạ. Đặc biệt là hôm nay những đồ trang sức của
trang sức thu dương không bán và chỉ tặng chỉ thôi ạ. Chỉ tặng thôi ạ. Hôm nay em tặng hết luôn cho cả nhà mình luôn ạ. Tặng hết 30, luôn ạ. 30 phần quà dành cho các bạn luôn đấy ạ. 30 phần quà dành cho các bạn luôn. Nên chúng ta hãy động não, hãy xem là IQ ai là người thông minh nhất ạ. Ai sẽ là người thông minh nhất để đoán được ra bức hình này ạ? Ai sẽ là người thông minh nhất đây ạ? Tay không gặp rắn. Ờ, bạn này bạn ấy không phải tay không nhá. Tay bạn có cái này đó. Tay bạn ấy có cái này. Bạn ấy không có tay không luôn đấy nhá. Rồng rắn lên mây không phải ạ. Con rắn này đâu nó có bay lượn gì đâu. À, rút rắn động cỏ không phải nhá. Rút rắn động cỏ không phải. Tay không bắt rắn không phải nhá. Rắn bỏ vào nhà không phải ạ. Gặp rắn bỏ lều không phải ạ. Đấy. Cả nhà ơi hãy chia sẻ, và hãy kết bạn Facebook với Thương Vi và Thu Dương ạ. Đánh rắn dập đầu đấy. Đánh rắn dập đầu không phải ạ. Nó là một hành động, nhưng không phải là đánh rắn. Anh đố cho. Đúng rồi, anh đố đi. Nào, đánh rắn dụ rắn thở ha. Đúng rồi, ngọc trai mây mưa. Cái gì có ngọc trai mây mưa nữa cơ. Xin phép chị Thu để cho Nguyễn Chính gợi ý cho các bạn này. Nguyễn Chính gợi ý đi ạ. Các bạn nghe Nguyễn Chính nha. Đây là một hành động. Đáp án của chúng ta là một hành động. Các bạn nghe rõ nhá. Đáp án của chúng ta là một hành động. Và đôi khi những cái phụ, tức là những cái hình ảnh phụ họa bên cạnh là chỉ cho thêm cái hình ảnh, thêm hình ảnh của chúng ta hấp dẫn thôi. Đôi khi nó không liên quan đến đáp án. Nên chúng ta phải nhìn vào những hình ảnh chi tiết. Có rắn. Đáp án của chúng ta có rắn. Các bạn nhìn đây ạ. Có rắn. Và các bạn phải để ý xem là cái hình ảnh chi tiết. Cái hình ảnh chi tiết này. Đấy. Nguyễn Chính đã gợi ý rất rõ này và khoanh vùng luôn này. Hình ảnh chi tiết là hình ảnh chỗ này. Nhìn thấy là rõ lắm rồi đúng không ạ? Tất cả những cái hình ảnh bên cạnh chỉ là thêm cho sinh động thôi ạ. Tất cả hình ảnh bên cạnh chỉ thêm sinh động và cái hình quan Nguyễn Chính đang khoanh đây ạ là chỗ chi tiết. Và yêu cầu các bạn nhé, khi các bạn trả lời kèm theo số điện thoại mới được gọi là đúng ạ. Rồi, Thu Dương có nhìn thấy bạn comment đúng ạ, có nhìn thấy ạ. Chúc mừng bạn Phạm My với đáp án chính xác, đánh rắn giữa khúc, chính xác luôn ạ. Không, Phạm My, không phải, sai rồi, đánh rắn giữa khúc không phải. Không đúng ạ. Nó phải đúng từ, anh ạ. Nếu như không phải biết đúng không. Đấy phải viết đúng từ nha. Phải viết đúng từ của bạn này. Bạn viết sai từ rồi. Đấy, ok, tìm ra một bạn đánh đi. Bạn nào đấy không phải tìm không đánh rắn giữa khúc gần đánh, đúng rồi đấy ạ. Đánh rắn giữa khúc gần đúng nhưng không phải là đúng. Đánh rắn giữa khúc gần rồi, đúng nhưng gần không đúng phải ạ. Là đúng. Không phải là đúng. Đây. Gần đúng ạ. Gần đúng, đánh rắn giữa khúc gần đúng nhưng không phải là đúng. Các bạn đấy. Có thể là cháo từ đi ạ. Cháo đi, mình hãy cháo và hãy đổi đi ạ. Rồi. Đây, cháo từ đi. Đánh rắn giữa khúc gần đúng nhưng không phải là đúng. Các bạn đấy. Hãy trả lời và có đáp án, có số điện thoại có nhá. Số điện thoại kèm theo. Rất sôi nổi. Đánh rắn. Không phải đánh rắn giữa khúc, trời ơi, sắp đúng rồi nhưng không phải là đánh rắn giữa khúc. Trời ơi. Các bạn hãy đổi vị trí. Đấy, đổi vị trí cho nó đi ạ. Nào, trời ơi, sai. Không phải đánh rắn đúng khúc. Rồi ơi. Đánh rắn giữa khúc không đúng ạ. Không đúng. Trời ơi, cái này nó gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Đấy. Gần đúng rồi, Thu Dương sẽ. Rồi, xin chúc mừng bạn Kiều Thu. Đánh rắn khúc giữa, chính xác luôn ạ. Đúng rồi. Đâu Kiều Thu, đánh rắn khúc giữa. Chúc mừng bạn Kiều Thu. Có số điện thoại 8523, ghim luôn ạ. Kiều Thu, rồi ok. Xin chúc mừng bạn Kiều Thu với đáp án đánh rắn khúc giữa. Đúng, đánh rắn khúc giữa là chuẩn nhất luôn ạ. Rồi, xin chúc mừng bạn Kiều Thu ở đáp án chính xác đầu tiên ạ. Đấy, Kiều Thu là người may mắn đánh rắn khúc giữa, chuẩn luôn. Anh ơi, giải thích cho mọi người tại sao lại là câu này là đánh rắn khúc giữa đi ạ. Hãy giải thích luôn ạ. Sẽ giải thích cho cả nhà mình nha. Tại sao lại có câu đánh rắn khúc giữa? Chúng ta không đánh rắn ở khúc đầu hay là khúc đuôi, mà sẽ đánh rắn khúc giữa. Bởi vì là cái con rắn á, mình đuôi thì mình không đánh được. Bởi vì đuôi mình đánh nó sẽ cắn lại mình. Đánh đầu dập đầu, kể cả cắt đầu đi thì nó vẫn có những nọc độc nó phát ra và nó vẫn có thể cắn độc lại cho mình. Nhưng nếu như đánh rắn ở khúc giữa thì con rắn nó sẽ chết ngay lập tức luôn ạ. Nó sẽ chết ngay lập tức luôn. À các bạn ơi, có rất nhiều bạn đang kiện rằng bị ẩn comment.
Nên là các bạn phải chia sẻ thật mạnh tay, hãy mời bạn bè mình cùng tham gia chia sẻ lên trang cá nhân, lên nhóm ở chế độ công khai để comment không bị ẩn công khai nhá. Các bạn hãy trả lời đúng có số điện thoại và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai trên tường nhà mình. Đó. Tất cả những đáp án các bạn trả lời chính xác mà không có số điện thoại thì những người làm chương trình cũng không công nhận đó là đáp án đúng nữa. Đúng rồi ạ. Đáp án đó là không hợp lệ ạ. Đấy. Hiền ơi, anh đây Hiền. Ôi Hiền, có Hiền bạn này. Đấy. Anh đây em. Đấy. Anh đây em. Đấy. Ca sĩ của anh bạn này. Rồi. Nào cả nhà ơi, hãy kéo lên đi ạ. Em tí nữa trúng lần nữa. Rồi, bạn Kiều Thu là người may mắn và nhanh nhất sẽ đã chọn. Đây là đúng. Đây là miếng ghép thứ 3. Rồi, xin chúc mừng. Chào Hiền nha. Bây giờ thì anh sẽ đố đi, anh sẽ câu đố đi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ nhá. Chúng ta sẽ tạm nghỉ chương trình đuổi hình bắt chữ đến với chương trình ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo được không ạ? Rồi, xin chào Vĩnh Thành, chào anh. toàn bạn à. Đúng rồi, bọn em đang làm chương trình mà. Bọn em đang làm chương trình anh ơi, đang làm chương trình mini game show tặng quà cho tất cả các bạn nào trả lời đúng đáp án của chương trình và nhận những món quà với giá 0 đồng. Phải chia sẻ bài viết của mình trên trang cá nhân ở chế độ công khai. Rồi, đây sản phẩm được tặng đây rất tất là tất cả những món quà, những đồ trang sức của trang sức Thu Dương rất đẹp, long lanh như trà xanh không đồng này. Sẽ thuộc về bạn nào trả lời chính xác đáp án và chia sẻ bài viết của mình ở chế độ công khai. Rồi. Đấy. Thấy Mỹ Hạnh ạ. Em yêu anh chưa hả Hiền? Thấy Vân Phạm nhá, có thấy Vân Phạm. Rồi. Cho em cáu nào là sao Việt Hoàng ơi? Cho em câu nào, cho em câu nào. Rồi. Anh ơi, anh đố đi. Rồi. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta hãy tạm nghỉ cái chương trình với mắt chữ này. Chúng ta trở về với chương trình ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo nào. Đâu xem mình xem là các bạn trả lời mấy câu hỏi này xem thế nào. Rồi các bạn để mình xem là đây có mấy câu hỏi dễ quá. Cái này có khi là các bạn trả lời rồi để mình lựa một cái câu hỏi là thú vị. Đố các bạn nhá. Có nhìn thấy Hoàng Anh Kim ạ? Có thấy. Em muốn lấy được không? Dung đẹp gái lấy gì ạ? Em muốn lấy gì ạ? Không, hôm nay riêng lắc tay, hôm nay Thu Dương để tặng thôi nha. Cả nhà ơi, hãy chia sẻ lên 1.500 bạn đi ạ. Lên 1.500. Chương trình của chúng ta là ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo. Và cộng vào đó là chương trình hỏi xoáy và đáp cũng phải xoay. Các bạn trả lời được không ạ? Và tất cả các câu hỏi của chúng tôi đưa ra, các bạn sẽ phải trả lời comment số điện thoại và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Sau đó bạn nào trả lời đúng sớm, nhanh nhất sẽ được nhận được quà tặng của trang sức Thu Dương. Đó là một lắc tay mạ vàng trị giá 350.000 đồng. Mạ vàng 24K. Cả nhà ơi chia sẻ đi ạ. Hãy chia sẻ thật mạnh tay lên để không bị ẩn comment nhá. Chia sẻ và chia sẻ đi ạ. Hãy mời bạn bè mình cùng tham gia. Nếu như mình sợ chia sẻ bị xóa mất Facebook thì chúng ta hãy mời bạn bè mình cùng tham gia. Mời thật đông thật nhiều thì game càng nhiều càng vui ạ. Game càng nhiều càng vui và tặng quà càng đông luôn ạ. Các bạn đó. Các bạn có muốn câu hỏi nó có hay có dễ ạ? Dễ để nhận quà đi anh. Dễ nhá. Rồi. Một câu hỏi rất dễ này. Bây giờ mình hỏi tất cả các bạn là chắc là nhà nào các bạn là cũng dùng bếp ga đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhà bạn nào cũng dùng bếp ga đúng không ạ? Câu hỏi này câu hỏi hỏi xoáy đáp xoay đấy. Nó hơi buồn cười một chút thôi nhưng mà hỏi xoáy đáp xoay đúng không ạ? Các bạn nhà nào cũng dùng bếp ga đúng không ạ? Vậy cho Nguyễn Chính hỏi các bạn là than tổ ong có bao nhiêu lỗ? Trả lời nhanh. Nào, rồi. Than tổ ong có bao nhiêu lỗ? Cả nhà ơi, hãy đoán đi, than tổ ong có bao nhiêu lỗ ạ? Câu hỏi này nó rất thú vị đúng không ạ? Hỏi nhà có dùng bếp ga thế nhưng mà lại câu hỏi của chúng ta này. Than tổ ong có bao nhiêu lỗ? Vô số lỗ ạ, chưa chính xác ạ. 24 lỗ ạ. Câu hỏi các bạn phải trả lời là hỏi xoáy đáp xoay nhá. Đôi khi câu hỏi của chúng ta là hỏi xoáy đáp xoay đúng không ạ? Rồi, làm gì có tổ ong là 100 lỗ bạn ơi, đấy là dép tổ ong thôi ạ.
chia sẻ đi ạ. Càng đông càng vui ạ, càng đông càng nhiều quà các bạn ơi. Nào các bạn ơi, than tổ ông có bao nhiêu lỗ hả anh? Các bạn phải trả lời xoay nhá. Phải xoay nhá. Đáp xoay. Đó, hỏi xoáy và đáp phải xoay ạ, đúng không ạ? Đôi khi đáp án của chúng ta không phải bằng con số. Đúng các bạn rồi. Hãy nhớ nhá. Đôi khi đáp án của chúng ta không phải bằng con số. Đấy. Đúng không ạ? Cái gì ạ? Hay quá, em thấy hấp dẫn quá anh ạ. Đấy. Các bạn hãy chia sẻ mạnh đi ạ. Hãy chia sẻ đi ạ. Than tổ ong có bao nhiêu lỗ ạ? Câu hỏi của chúng ta là hỏi xoáy đáp xoay. Vâng, em là em trai của cụ Trọng Xoay đấy ạ. Các bạn phải trả lời thật xoay và xoáy thật mạnh mà. Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ lên đi ạ. Vâng. Hãy chia sẻ đi ạ. 1081. Ừ. Hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ lên đủ 2000 người đi ạ. Hỏi 2000 xoáy. người thì Nguyễn Chính sẽ công bố đáp án. Vâng, đáp án đảm bảo với các anh chị là không có lỗ nào tại nhà mình xài bếp ga. Đúng rồi ạ, xài bếp ga thì mới hỏi chứ nhà anh chị xài bếp tổ ong em không hỏi. Em biết các anh chị là nhà toàn bếp ga, bếp từ không ạ? Là bếp cả hồng ngoại đó. Em tổ than tổ ong nhà em toàn dùng tổ ong. Than tổ ong có bao nhiêu lỗ ạ? Nhà anh chị có bếp ga, bếp từ, em hỏi than tổ ong có bao nhiêu lỗ, đấy nó mới xoáy đúng không ạ? Đấy ạ. Không biết vì không đun than tổ ong. Cái này không cần đun các anh chị cũng có thể trả lời được ạ. Đấy. Không có lỗ vì có than tổ ong đâu. Em thích câu trả lời của chị Hạnh Hạnh đó là. Đấy, chị Hạnh Hạnh trả lời không có chỉ lỗ. Chỉ có dép tổ ong. Dép tổ ong. Bảo Bình thì bảo là vô số lỗ. Đó, còn bà Bình Lê Thị Bình là 19 lỗ. Ruby Nguyễn 19 lỗ, ai là có người đếm cả 19 lỗ cả. Bao nhiêu con ong thì có bấy nhiêu lỗ. Đấy, tổ ong có bao nhiêu lỗ. Đấy, than tổ ong có bao nhiêu lỗ ở cả nhà. Anh ơi, anh gợi ý cho cả nhà đi ạ. Mọi người có vẻ đang rất tò mò rồi anh ạ. Bây giờ Nguyễn Chính sẽ đáp án, công bố đáp án nhá. Công bố đáp án. 2000 người đi ạ. Cả nhà ơi, hãy lên đủ. Rồi. Lên đủ, hãy chia sẻ lên đủ 2. Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để anh không tìm được lỗ không. Anh có gợi ý đi ạ. Anh có thể gợi ý được không? Các bạn ơi, các bạn hãy trả lời đáp án và sau đó là ghi số điện thoại mình vào nhé. Để cho những người làm chương trình game show còn biết được là bạn nào trả lời đúng và liên tiện liên lạc. Tổ ong thì nhiều làm sao biết. Anh cho biết tổ ong có bao nhiêu lỗ làm cho em dùng tổ ong. Không có lỗ vì thành than rồi. 19 bếp lỗ. Gan. Anh ơi, 2023 người rồi ạ. Rồi anh ơi. Và mình sẽ công bố đáp án nhá. Đáp án là than tổ ong bao nhiêu lỗ thì đi hỏi thằng làm khuôn. Nha bạn nhá. Hỏi cái thằng làm khuôn thì sẽ biết bạn nhá. Đấy. Rồi. Hỏi thằng làm khuôn, câu trả lời là hỏi thằng làm khuôn, đúng rồi không anh? Đấy, một lỗ anh ơi. Câu trả lời là hỏi thằng làm khuôn. Rồi, đấy, hỏi đấy làm là khuôn. Câu trả lời. Em nghĩ là cần phải sau cái câu hỏi xoáy đáp đúng xoay. Đúng rồi, đi hỏi thằng làm khuôn nhưng mà mình công bố đáp án mất rồi ạ. Tà My ơi, anh đã công bố mất rồi. Sau cái câu hỏi xoáy đáp xoay này thì mình sẽ lại có một hình ảnh là hỏi thằng làm khuôn đúng rồi nhưng mà mình lại đáp trả lời rồi. Rồi ok. Một cái câu này rất là dễ này. Xoáy thật đúng không ạ? Đấy. Các bạn comment đàng hoàng bạn nhá. Đó. Rồi mình không thích những cái từ nào mà nó nóng quá đâu. Đấy, đi hỏi thằng làm khuôn. Đúng rồi. Hỏi thằng làm khuôn thì là thế nhưng nhá. Mà mình đã công bố đáp án rồi đấy ạ. Đấy. Hỏi câu khác đi. Xin cảm ơn em Hiền nhá. Bây giờ thì chuyển sang là đuổi hình bắt chữ. Sẽ đuổi xì hình bắt chữ nha anh nhá. Sẽ chuyển sang đuổi hình cho bắt chữ. Cho các bạn trả lời một câu nữa đi. Hỏi thêm một câu nữa đi ạ. Rồi, có câu trả lời. Không, như cái này là em sẽ viết ra tờ giấy, sau đó thì đằng sau sẽ là quay cho mọi người luôn nhá. Đúng rồi. Anh viết đi. Bây giờ có thể viết được không? Để em ngồi em nói. Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn một câu đố nữa. Câu hỏi này có thể dễ hơn này. Mấy câu này dễ quá. Mấy câu này chỉ dễ quá. Hỏi câu khác. Rồi em quên. Rồi. Sau thời gian cả nhà ơi, anh Chính sẽ là ngồi sẽ nghĩ ra câu hỏi. Sẽ nghĩ ra câu hỏi xem câu nào sẽ là hay nhất để tặng quà cho nhà mình luôn ạ. Sẽ tặng quà cho cả nhà mình luôn. Còn bây giờ thì bạn nào muốn được tặng quà tiếp nữa không ạ? Bạn nào muốn được tặng quà tiếp, hãy chia sẻ thật mạnh tay đi. Lắc tay này rất là xinh luôn ạ. Có thấy Ánh Hồng, thấy Ánh Quân, thấy Phạm Duy, khó à? Rồi tặng thật nha Đức Tiến ơi. Sản phẩm tặng thật nha, không nói không chém gió luôn nha. Có thấy Nana vòng nha, vòng tay siêu xinh ạ. Trang sức mạ vàng 24K và đảm bảo các bạn là đeo rất là bền luôn ạ. Những bạn nào muốn tặng quà thì hãy comment đi ạ. Hãy comment đi nhá. Anh em, chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người luôn ạ.
đây đây là lắc tay, lắc tay, lắc tay không đồng luôn ạ. Rồi. Rất là xinh luôn ạ. Các bạn đã sẵn sàng vào câu hỏi tiếp theo chưa ạ? Cả nhà mình đã sẵn sàng vào câu hỏi tiếp theo chưa ạ? Rồi, sẵn sàng chưa ạ? Một câu hỏi tiếp theo cũng rất thú vị này. Bạn nào trả lời chính xác với câu hỏi này thì Nguyễn Chính cần các bạn trả lời đáp án và giải thích tại sao, được không ạ? Tại sao được không ạ? Sau đó là số điện thoại, được không ạ? Các bạn nhớ nhớ cái thể lệ của câu hỏi chưa? Nhớ cái... Rồi, thấy thấy bạn Smell Small gì đấy ạ? Small thì mặt tiếng... được cái... Mình tiếng Anh, tiếng em đọc hơi hơi kém. Rồi, nắp tay trị giá 350k. Nắp tay trị giá 350k, mạ vàng 24k. Thấy bạn Bình Nguyễn, thấy bạn Huế Nguyễn luôn. Em muốn được tặng, ok. Em muốn được tặng thì em trả lời câu hỏi của anh nha. Và bây giờ Nguyễn Chính sẽ đọc câu hỏi này. Các bạn chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Câu hỏi như sau. Trời âm u, gió ù ù, một thằng mù, một thằng què đi chung một cây dù, hỏi thằng nào bị ướt. Trả lời ạ. Trả lời nhanh lên đi ạ. Trời âm u, gió ù ù, một thằng mù, một thằng què đi chung một cây dù, hỏi thằng nào bị ướt. Trả lời đáp án, giải thích vì sao và số điện thoại. Trả lời đi ạ. Rồi, ok, trả lời nhanh đi ạ. Nguyễn Chính sẽ đọc lại. Trời âm u, gió ù ù, một thằng mù, một thằng què đi chung một cái dù, hỏi thằng nào bị ướt. Trả lời đi ạ. Thằng nào bị ướt ạ? Thằng mù hay thằng què ạ? Ủa chết rồi, vàng nhiều quá rơi lả tả cả. Đấy. Mai bạn Thu bạn xuyên xiên cho mấy cái lỗ vào đây ạ. Anh ơi, không thằng nào bị ướt có đúng không ạ? Không thằng nào bị ướt. Bạn ơi, trả lời đáp án. Về trả lời đáp án vào số điện thoại. Không Trần thằng nào Chiến, Trần Chiến ạ. Không thằng nào bị ướt vì trời không có mưa. Ok, xin chúc mừng bạn Trần Chiến. Chúc mừng bạn Trần Chiến. Mình đã ghi ghim lại, Trần Chiến ghim lại rồi ạ. Đã ghim Trần Chiến ạ. Rồi, ok, bạn là người trả lời đầu tiên. Bạn là người trả lời đầu tiên với đáp án chính xác. Bạn Trần Chiến, xin chúc mừng bạn với một chiếc lắc tay. Bạn có thể tặng người thương, tặng vợ, tặng bạn gái, tặng em gái của mình với chiếc lắc tay rất đẹp. Vâng, câu hỏi này nó rất dễ. Mình muốn các bạn trả lời rất nhanh. Và các bạn chia sẻ mạnh đi ạ. Sau đây mình sẽ công bố đọc những cái câu hỏi mà nó rất rất dễ nữa cơ ạ. Nên các bạn phải chia sẻ mạnh tay đây ạ. Và bạn Trần Chiến mình đã ghim số điện thoại rồi ạ. Ghim số ghi của bạn Chiến rồi nhá. Lát nữa là bên thư ký sẽ liên lạc với bạn và trao quà cho bạn nhé. Rồi, xong Trần Chiến rồi đúng không anh? Xong Trần Chiến rồi đây ạ. Đấy. Chúc mừng các bạn trả lời rất sớm và rất nhanh. Không thằng nào bị ướt vì trời có mưa đâu. Đúng rồi, chuẩn quá. Đấy. Bạn ơi, nói là vàng giả thì nó không đúng nhá. Và đây là mạ vàng 24k, mạ vàng thật 24k đây ạ. Nguyễn Chính đã nói lúc đầu rồi, đây là lắc tay mạ vàng 24k trị giá 350k. Chứ chỉ nếu vàng thật và nguyên chất mà một dây vàng này 350k thì không ai bán đâu ạ. Nên các bạn hãy nhớ đấy ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo một cái hình ảnh nữa. Một cái hình ảnh cực kỳ dễ luôn. Cái câu này mình nghĩ là các bạn nam sẽ thích này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình đuổi hình bắt chữ tiếp theo. Đấy, vàng viết rơi lá tả là thế này, chết nhà nhắm vàng quá. Có đeo cái thôi. Đuổi hình bắt chữ tiếp tục ạ. Mảnh ghép tiếp theo. Xin mời. Rồi, xin mời. Các bạn trả lời đi ạ. Trả lời đi ạ, đáp án trả lời chính xác. Trả lời, chia sẻ đi ạ. Hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mạnh tay lên ạ. Hãy đoán đi ạ. Trường An, bạn trả lời trước mà không nhìn thấy à? Các bạn ơi, mình thực sự là các câu hỏi các bạn phải trả lời đúng và chia sẻ ở chế độ công khai ạ. Gái một con trông mòn con mắt, gái một con trông mòn con. Chính xác. Xin chúc mừng. Ôi bạn này thông minh quá. Bạn này thông minh quá. Xin chúc mừng bạn Thương Hà. Thương Hà trả lời sai rồi, viết sai Thương Hà. Thương Hà viết sai. Gái một con Phạm My, gái một con trông mòn con mắt mới là đúng. Chúc mừng Phạm My lần thứ hai nhá. Chúc mừng Phạm My lần thứ hai luôn, đã là người rất may mắn được trúng thêm một lắc tay nữa ạ. Rồi, rất may mắn ạ. Phạm My ạ. Phạm gái My. Một con trông vón con mắt không đúng ạ. Thương Hà là gái một con trông vón các con bạn mắt con viết sai. Các bạn comment phải trả lời đúng ạ. Trả lời đúng ạ. Đúng rồi. Phạm My mới là người đúng, gái một con trông mòn con mắt đó. Xin là... chúc mừng bạn Phạm My với phần thưởng tiếp theo. Đó là một lắc tay mạ vàng 24k trị giá 350.000. Rồi. Phạm My được 2 cái nhá. Rồi. Phạm My rất là may mắn đúng không Phạm ạ? Phạm My 2 cái và chia sẻ công khai lên mạnh các bạn ơi. Chia sẻ mạnh tay lên đi ạ.
Hãy chia sẻ mạnh tay lên đi ạ. Em ơi, chặn lại cho bạn Linh Hùng Kế gái chặn lại bạn nhá. Và trả lời chặn luôn họ anh gái. Đây. Chặn nào. Viết linh tinh. Rồi. Tất cả các bạn là comment những cái từ ngữ mà nó không hay Trang Sức Thu Dương sẽ chặn các bạn này ạ. Rồi. Đây là game show của chúng ta là game show mini và tặng quà cho các bạn. Tặng quà cho các bạn luôn luôn theo dõi, ủng hộ Trang Sức Thu Dương và trả lời các đáp án của chúng ta chính xác. Chia sẻ bài viết của mình trang trên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai thì các bạn sẽ được tặng những phần thưởng, phần những món quà rất là hấp dẫn. Như là giá trị của Trang Sức Thu Dương đó là một chiếc lắc tay bằng vàng, mạ vàng 24K trị giá 350.000. Gọi điện thoại á? Vâng. Gọi điện thoại thì mở ra tao cho mọi người cùng nghe. Thôi cái đấy nó không hợp lý. Đúng rồi. Không hợp lý em ơi. Có thấy Hà Nguyễn ạ? À đây là các bạn đang thắc mắc là bạn bảo là mỗi sao chị bảo mỗi câu có 5 người được mà đó là câu đầu tiên thôi bạn ơi. Cái câu đầu tiên. Đó đầu tiên. Đó là mảnh ghép miếng ghép đầu tiên thôi bạn. Còn tất cả những miếng ghép tiếp theo này chúng ta sẽ có những phần chơi phụ, đó là những câu hỏi ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo. Còn riêng cái mảnh ghép đầu tiên thì chúng ta sẽ chúc mừng cho 5 người trả lời đầu tiên. Đó là chúng tôi sẽ lựa chọn ra 5 người trả lời đầu tiên ở miếng ghép đầu tiên. Còn từ miếng ghép thứ hai trở đi là mỗi một miếng ghép này chỉ được một người. Và sau đó là chúng tôi sẽ có những phần chơi tiếp theo, những cái chương trình mà game show mini, những câu trả lời tiếp theo. Thấy em, Uyên Trần thấy em, anh có thấy em. Rồi các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Các bạn hãy chia sẻ đi và chúng ta sẽ bắt đầu và tiếp tục vào câu hỏi tiếp theo. Khi nào lên đấy? Rồi, số lượng người xem hiện nay đã ấy ạ. Đã bị xuống ạ. Các bạn hãy chia sẻ mạnh lên và chúng ta sẽ tiếp tục phần chơi tiếp theo nữa. Xuân Nguyễn thấy em, thấy bạn luôn. Thấy bạn luôn ạ. Nguyễn Như Trang thấy bạn luôn. Hồng Thủy thấy bạn, có thấy bạn ạ. Float Candy có ạ. Rồi, thấy ạ. Thấy Đức Tiên có thấy bạn. Rồi, xin cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Ngoan. Rồi, các bạn hãy chia sẻ mạnh lên ạ. Chia sẻ mạnh lên để khi nào vượt qua 1.000 người mình sẽ tiếp tục ạ. Rồi, còn rất nhiều các hình ghép đấy ạ. Rất nhiều các hình ghép và rất nhiều các câu hỏi. Các câu hỏi ở chương trình Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp Mẫu Giáo đang chờ các bạn đấy ạ. Rồi, các bạn chia sẻ mạnh lên đi ạ. Hiện nay số lượng người xem đã bị tụt xuống đây ạ. Sao em không ghim được ta? Em ghim cái gì ạ? Kim Trung là cái gì bạn nhỉ? Rồi, chúng ta đang chơi ở chương trình Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp Mẫu Giáo. Và các bạn hãy chia sẻ mạnh lên đi ạ. Chia sẻ mạnh đi, số lượng người xem đang tụt đi ạ. Rồi, nào. Xin chào cả nhà. Rồi, cảm ơn cả bạn nhà ơi, chị. Tại mạng chấm quá nghe xong câu hỏi, họ lại trả lời xong lâu vãi rồi. Rồi, bây giờ nha, bây giờ Thu Dương có một cái rất là hay và rất là đặc biệt này. Cả nhà ơi, cả nhà muốn tặng một sợi dây chuyền miễn phí siêu xinh và siêu đẹp không ạ? Hãy tăng lên đi ạ, hãy tăng lên. Anh Chính có thể ngồi cạnh cho em một chút cho em vị trí giữa nha. Rồi, cho em ngồi vị trí giữa một tí để tặng kiềng cho cả nhà mình nào. Rồi, chúng ta sẽ lại chơi tiếp. Cả nhà mình muốn tặng kiềng hay là tặng lắc tay nào? Hãy chia sẻ mạnh tay lên, chia sẻ mời bạn bè mình cùng tham gia đi ạ. Chia sẻ mạnh tay và mời bạn bè mình cùng tham gia nhé. Phần quà sẽ là một kiềng cổ rất là xinh như thế này. Kiềng cổ này bạn nào hiện tại bây giờ ấy là sao nhỉ? Có đang là 731 bạn, lên đủ 900 bạn Thu Dương sẽ bán kiềng cổ này với giá 49k. Với giá 49k nhá. Lên đủ 900 bạn Thu Dương sẽ bán kiềng cổ này với giá 49k. Đúng rồi, kiềng Tết 1 lắc tay cũng có luôn. Lên đủ 900 Thu Dương sẽ bán kiềng cổ này với giá 49k nhá. 49k kiềng cổ này rất là xinh luôn ạ. Với giá 49k. Nào, lên đủ 900 bạn đi ạ. Lên đủ 900 bạn Thu Dương sẽ bán kiềng cổ này với giá 49k. 49k nhá. Có lắc tay hoặc kiềng cũng không sao hết.
Điền comment ạ. Thấy Nguyên Trần nhá. Rồi Quang ơi, kiềng cổ này với giá 49k. Nào, chị đeo thử đây nhá. Rất là xinh luôn, cực kỳ xinh luôn ạ. Đó, cực kỳ xinh luôn ạ. Nào cả nhà ơi, hãy nhanh tay lên đi ạ. Có nhận em ơi, đang ở 740 bạn ạ. Hãy lên đủ 900 bạn đi ạ. 742 bạn rồi ạ. Đổi 742 bạn rồi ạ. Có thấy Kiều Phương nhá. Có thấy biểu Kiều Phương lắc kiềng cổ này rất là xinh với giá 49k. Hãy lên đi ạ. Thấy ra đi Trần không bị ẩn comment đâu ạ. Trang sức mạ vàng 24k, giá niêm yết là 450.000 và sẽ bán giá 49k khi đủ 900 bạn ạ. Trời ơi, mình yêu cầu 900 mà sao nó xuống dần thế hả các bạn ơi? Hãy mời bạn bè mình cùng tham gia đi ạ. À, đây ạ, rồi 49k nhá, với giá 49k khi đủ 900 bạn ạ. Đẹp lung linh và hấp dẫn luôn ạ. Có thấy Thu Hồng Nguyễn nhá, có thấy Thu Hồng Nguyễn ạ. Thấy Moon Moon nhá. Thấy Monty. Còn 700 thôi, còn đang xuống hơn đây ạ. Còn đang rất là xuống, còn 600. Càng ngày càng tụt xuống đây ạ. Rồi. Nào, thì như Biển comment thấy vợ Bình ạ. Cái kiềng này rất là xinh và rất là đẹp luôn ạ. À, chị ơi, chơi không tụt dần đấy ạ. Thế thì bây giờ thì Thu Dương sẽ lại chơi tiếp một hình đuổi hình bắt chữ lần thứ 5 nhá. Đuổi hình bắt chữ lần thứ 5 này. Cả nhà ơi, cả nhà có nhìn được rõ hình ảnh của bên trang sức Thu Dương không ạ? Mọi người có nhìn thấy hình ảnh này không ạ? Đây, cho Nguyễn Trinh trở lại với game show của mình nhá. Đây. Hiện nay trên tay của Thu Dương đang cầm mảnh ghép tiếp theo ở chương trình game show này. Và chúng ta sẽ đuổi hình bắt chữ. Đây là gì? Đây là gì ạ? Đây là một ông vua. Một người đấy ạ, một người đang cầm cái búa. Đang cầm cái búa. Đây là bảng giá có số 50k. Các bạn thông cảm là ở mặt camera trước là tất cả chữ của chúng ta bị ngược nên Nguyễn Chính sẽ phải giải thích cho các bạn ạ. Đây là người này, đây là búa này. Đây là bảng giá này. Đây là quầy bán hàng này, là cửa hàng này. Các bạn nhìn thấy chữ cửa hàng này, đây là cửa hàng này. Đáp án của chúng ta nằm trong cái mảnh ghép này. Các bạn hãy trả lời đi ạ. Rồi, không đúng ạ. Rồi, cướp điểm vàng không đúng ạ. Đồng giá 50k không đúng ạ. Mua sản hàng không đúng ạ. Bán vàng 50k không đúng ạ. Không đúng ạ. Đồng giá không phải ạ. Đây là búa này. Đây là búa này. Các bạn hãy liên tưởng là búa là dùng để làm gì ạ? Búa làm gì ạ? Đào to búa lớn không đúng ạ. Đào to búa lớn là dùng cho những người đánh cãi nhau chửi nhau đây ạ. Đây là bảng giá này. 50k, bảng giá, đây là bảng giá đó. Bên dưới là cửa hàng bán đấu giá không đúng ạ. Gần hàng bán búa. Cửa hàng bán búa cũng không đúng ạ. Cửa hàng 50k không đúng ạ. Đào to búa lớn cả không đúng ạ. Đại giá không đúng ạ. Đập giá. Đập giá không đúng ạ. Đáp án của chúng ta, các bạn hãy sâu chuỗi lại. Các bạn hãy sâu chuỗi lại tất cả những hình ảnh này. Đại giá cũng không đúng ạ. Đập giá không đúng ạ. Rồi, các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ bài viết ở trang, trên trang cá nhân của mình, ở chế độ công khai ạ. Phá giá, đập giá không đúng ạ. Các bạn hãy trả lời và có số điện thoại đi ạ. Trả lời và có số điện thoại ở sau đáp án của mình. Và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. Tất cả những thư ký của chúng tôi sẽ kiểm tra. Nếu các bạn chưa chia sẻ thì các bạn không được đâu ạ. Phá giá không đúng ạ. Một người bán bạn người mua không phải luôn. Phá giá 50k không phải. Nào, hãy đoán đi cả nhà ơi. Hãy đoán đi. Niêm yết giá không đúng ạ. Hãy đoán đây là gì. Đây là gì. Giảm giá cũng không đúng đâu ạ. Phá giá không đúng ạ. Rồi các bạn ấy, đây là gì ạ? Phát hình tiếp tục ạ. Phát hình tiếp tục, phát hình tiếp tục. Đây là gì? Đây là gì ạ? Đây là gì ạ? Hãy đoán đi ạ. Đây là gì ạ? Đây là gì ạ? Nào cả nhà ơi, hãy lên đủ 700 đi ạ. Hãy lên đủ 700 để Thu Dương sẽ bắt đầu giới thiệu tiếp ạ. Sẽ có gợi ý ạ. Sẽ có gợi ý nha. Cửa hàng sản phẩm 50k gần đúng chưa ạ? Các bạn trả lời đi ạ. Chợ búa, bán búa không đúng ạ. Chợ búa không đúng ạ. Các bạn nghe Nguyễn Trinh giải thích tiếp này. Đây là người đang cầm búa này. Đây là bảng giá này. Có ghi là 50k này. Bảng giá này có ghi là 50k. Đấy. Và đây là cửa hàng. Nguyễn Chính vừa nhìn thấy bạn nào trả lời đúng rồi đây ạ.
Rồi xin chúc mừng bạn Đỗ Đức Đạt với đáp án bán phá giá. Đâu? Xin chúc mừng bạn Đỗ Đức Đạt với đáp án bán phá giá. Đỗ Đức Đạt bán phá giá. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng bạn Đỗ Đức Đạt nhá. Chúc mừng bạn đã giành được giải thưởng, đó là một lắc tay hoặc một kiềng. Hoặc một kiềng. Bạn lấy đang đeo. Bạn chọn phần thưởng nào bạn Đỗ Đức Đạt nhỉ? Bạn Đỗ Đức Đạt. Bạn hãy chọn phần quà tặng nào để cho bên thư ký sẽ ghi vào ạ, kế toán sẽ ghi vào ạ. Bạn Nguyễn Tuyên trả lời bán phá giá nhưng mà trả lời sau và cũng không có số điện thoại nhá. Tất cả các bạn trả lời sau hết ạ. Vâng. Và bạn chúc mừng bạn Đỗ Đức Đạt với đáp án chính xác, bán phá giá và đầy đủ số điện thoại. Chuẩn luôn ạ. Đó. Bán phá giá đó là câu nói chuẩn, câu nói đúng nhất và chuẩn nhất. Và Thu Dương sẽ chỉ tức là cái từ viết đằng sau đúng từ bán phá giá thì các bạn sẽ là chuẩn luôn và sẽ được tặng quà nhá. Sẽ được tặng quà đó là một sản phẩm trang sức mạ vàng 24K từ trang sức Thu Dương trực tiếp sản xuất và thiết kế nhé các bạn ơi. Kiềng cổ mà Thu Dương đang đeo như thế này, nếu như lên đủ 900 bàn thì Thu Dương sẽ bán với giá triệu y ạ. 49K. Đó. Thấy em có thấy em ạ? Tất cả các bạn thấy ạ. Anh ơi, anh có nghĩ được câu nào của giải đáp xoay không? Rất nhiều câu hỏi trả lời. Câu này trả lời được. Rồi các bạn hãy chia sẻ mạnh lên đi ạ. 700 người xem Nguyễn Chính sẽ tổ chức chương trình tiếp theo ạ. Tổ chức những chương trình game show. Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo đi. Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo ạ? Rồi các bạn chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh 700 người xem thì chơi game đi. Chơi game tiếp đấy. Vâng, các bạn chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh lên và chúng ta sẽ bắt đầu game show. Chia sẻ và mời bạn bè xem ạ. Chia sẻ mạnh lên đi. Hình như là Nguyễn Chính thấy số lượng người xem đang giảm dần. Thôi bây giờ thì như thế này đi, bán hàng nhá. Bây giờ thì Thu Dương sẽ chuyển sang bán hàng đi. Bởi vì là số lượng nó sẽ xuống như thế này thì sẽ không thể game show được nữa. Mà hôm nay sẽ là bây giờ còn 561 bản nữa thôi thì Thu Dương sẽ bán hàng với giá giảm và giá sốc luôn cho cả nhà mình nhá. Dán bán giá giảm và giá sốc cho cả nhà mình luôn ạ. Bây giờ thì sẽ bán hàng nhá. Bán bao nhiêu tiền? Nó đang xuống chia sẻ nhóm rồi. Rồi đoán hình. Khi nào mà lên cái con số nó càng lên cao thì sẽ chơi game nó càng có vui. Còn bây giờ thì những bạn mà đang thấp như thế này thì Thu Dương nghĩ là các bạn đang quan tâm đến sản phẩm và sẽ mua hàng luôn ạ. Chị ơi thì em ebook giá xỉ nhé. Rồi Kiều Phương ebook giá xỉ đi ạ. Bây giờ thì Thu Dương sẽ chuyển sang bán hàng và bán giá rẻ luôn đúng không? Sẽ bán giá rẻ. Trước tiên thì Thu Dương sẽ bán kèm lắc tay và bông tai theo bộ luôn. Lắc tay kèm theo bông tai với giá cực sốc luôn ạ. Những bạn nào muốn kèm theo lắc tay và bông tai thì hãy comment theo mã cho Thu Dương và theo mã và cộng số điện thoại luôn nhá. Sẽ bán lắc và bán bông tai luôn. Em ơi, mang cả một rổ bông tai vào đây cho chị. Rồi, một rổ bông tai đâu. Sẽ bán nhá, cầm điện thoại mỏng cả tay quá. Bán nhá, bây giờ thì chuyển sang bán hàng. Rồi, đây. Bây giờ thì rút ra đã. Chuyển sang bán hàng. Wow, rồi sẽ bán cho cả nhà mình nhá. Có, còn lại có khoảng tầm 30 lắc tay thôi. Và 50 đôi bông tai, ghi mã nhá. Anh kéo em này, em rồi. Bạn nào muốn mua bông tai và lắc tay không ạ? Đợi Thu Dương một chút. Cả nhà ơi, đây là mã bông tai rất là xinh nhá. Bông tai siêu xinh và siêu hot luôn, kèm theo lắc tay luôn ạ. Cái này nó sẽ cỡ set theo một bộ luôn ạ. Lắc tay và bông tai nhá. Lắc tay và bông tai rất là hot và rất là xinh luôn ạ. Đây là lắc tay. Và có nhiều bạn á, nhiều bạn thì có hôm trước có không có đặt được cái lắc tay này thì hôm nay thì Thu Dương sẽ dành cho 30 bạn ạ. Sẽ 30 bạn có cơ hội nhá, cơ hội mua một lắc tay và một bông tai nhá. Một lắc tay và một bông tai luôn ạ. Em ghi mã luôn đi ạ. Bông tai Chanel hết rồi bạn Bình Lê Thị Bình ơi. Rồi. Rồi đây một lắc tay và một bông tai luôn, Thu Dương sẽ ghim giá cả bộ luôn ạ. Ghim giá cả bộ luôn cho cả nhà mình luôn nhá. Một lắc tay và một bông tai giá niêm yết của nó là 250.000. Lắc tay giá niêm yết là giá niêm yết lắc tay là 350.000. Nhưng tại livestream như thế này thì Thu Dương sẽ bán giá hỗ trợ luôn ạ. LT bao nhiêu? Ghi mã lắc đi. Để các bạn để bạn Hồng Phương bạn sẽ ghim luôn ạ.
xét luôn cả bộ đấy ạ. Đang ghim giá và đang ghim mã cho các bạn chốt nhé. Có thấy Nguyễn Hương ạ? Thu Dương sẽ dành cho những bạn thật sự yêu đồ trang sức ạ. Phần cuối sẽ dành chốt cho những bạn mà chốt hàng trang sức nhé. Cả bộ sẽ bán với giá là, tức là cả bộ 700 đúng không? 700 tặng luôn các bạn đi 500, chỉ bán với giá 200. Đấy. Đúng rồi, lắc vào bông. Đây ạ. Lắc 99k, bông tai 99k nha. Ghim cả bộ đi em, cho mọi người chốt nào. Thu Dương sẽ đọc nhá. 57 cân 1m57 vừa. Rồi. B01 LT25 cả bộ là 200k. Cả bộ là 200k nhá. Các bạn chốt cộng số điện thoại luôn ạ. Rồi, Nguyễn Hằng Nga, bạn các bạn ơi chỉ có 30 ạ. Rồi cho Lương, cho bạn Lương Thủy một bộ luôn này. Rồi, chồng ngố vợ ngố ơi, bạn chốt cộng số điện thoại luôn ạ. Bùi Thanh Loan bông lắc luôn này, chất liệu hợp kim phủ vàng 24k, siêu bền luôn nhá bạn nhá. Siêu bền luôn ạ. Bạn ơi, bạn các bạn chốt phải chốt cả rồi, cho bạn Mẫn Phượng này, Bích Phương này. Bạn ơi các bạn chốt là phải mã cộng số điện thoại cho Thu Dương nhá. Mã cộng số điện thoại cho Prod Candy này, cho bạn Nguyễn Nhanh này. Cả bộ set cả bộ như thế này thì sẽ là 200.000. Bông tai 99k, lắc tay 99k bạn nhá. Lắc tay 99k, bông tai 99k. Cả bộ này giá niêm yết của nó là 700.000 ạ. Giá niêm yết là 700.000, nhưng mua tại livestream của buổi tối duy nhất của ngày hôm nay sẽ chỉ còn giá là 200.000 thôi ạ. Tặng 500.000 cho các bạn luôn đấy ạ, tặng luôn 500.000 cho các bạn đấy ạ. Và các bạn chốt là BO01LT25 cộng số điện thoại luôn nhá. BO01 cộng LT25 cộng số điện thoại luôn cho mình ạ. Rồi, hồng sô cô la. Bạn ơi ship 30k, rồi cho đổi thay luôn ạ. Cho Hiền Nguyễn một bộ luôn ạ. Cho Phương Lương một bộ ạ. À, Thu Dương nói luôn này, chỉ có 30 lắc tay thôi ạ. Chỉ có duy nhất 30 lắc tay thôi và 30 đôi bông tai thôi ạ. Nếu như các bạn hôm nay các bạn chốt, nếu như số lượng không có đủ luôn ấy, thì các bạn phải thông cảm cho Thu Dương nhé. Bởi vì mẫu này là mẫu luôn hot nhất tại trang sức Thu Dương luôn. Bông tai 99k, lắc tay 99k nha các bạn nha. Đấy, cho bạn Nguyễn Hương này, Huỳnh Linh này, Đỗ Thanh Lan này, Huệ Trần một bông tai. Thu Dương ưu tiên cho những bạn lấy bộ trước, còn lại nếu như dư được mã bông tai thì Thu Dương sẽ chốt lẻ mã bông tai cho các bạn nhé. Sẽ ưu tiên cho những bạn lấy bộ trước, còn những bạn nào chốt lẻ bông tai, nếu dư ra bông tai thì Thu Dương sẽ chốt dư bông tai ra cho bạn ạ. Cả bộ này là 200k nhé, lắc 99 và bông 99k. Giờ tay 43 cân vừa chị Nguyễn Nhanh nhé. Rồi ạ, đây ạ, cả bộ BO01LT25 là chỉ 200.000 nhé. Giảm luôn 500.000 cho tại livestream ở tại đây luôn đấy ạ. Rồi cho bim em, cho Moon Tiger đây ạ. Hàng gì mà tặng lắm thế. Cho Võ Thị Minh Thủy đây ạ, cho Hoan Khoa. Bạn ơi đây là sản phẩm trang sức mạ vàng 24k, bán giá này để mà quảng bá thương hiệu nha các bạn nhé. Những bạn nào đã từng mua cái lắc tay này rồi thì các bạn sẽ biết được là cái lắc tay này nó rất là đẹp đúng không. Thu Dương bán như thế này để quảng bá thương hiệu chứ không phải sản phẩm là không phải là sản phẩm không đẹp đâu các bạn nhé. Đây cho bạn có thể nhìn kỹ rất là cái rõ, rất là lắc tay luôn ạ. Cái lắc tay nó cực kỳ xuất sắc luôn nha bạn nhé. Đây bông tai đây. Các bạn có thể nhìn rất rõ hình ảnh luôn ạ. Đấy. Rồi, các bạn chốt là B01LT25 cộng số điện thoại luôn nhé. Hoàng Nguyễn ơi, Hoàng Nguyễn cứ vào inbox ạ. Các bạn đặt hàng xong thì lưu ý vào inbox để lại địa chỉ cho Thu Dương luôn ạ. Có bán kiềng chị, sau đó thì em sẽ like kiềng nhé. Like kiềng, like dây luôn ạ. Ngô Suri ơi, nhiều đơn, nhiều bạn chốt lắm nên nó sẽ bị ẩn comment, chị chưa chắc đã đọc được comment của em đâu. Rồi, bộ 01LT25 cộng số điện thoại với giá chỉ 200.000 thôi ạ. Siêu xuất sắc và siêu đẹp. Các bạn có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không đẹp thì không cần phải thanh toán tiền đâu ạ. Không đẹp thì không cần phải thanh toán tiền nhé bạn nhé. Rồi, Niềm Hạnh Phúc ơi, em vào inbox luôn đi ạ. Các bạn đặt hàng xong thì vào inbox để lại địa chỉ cộng chiều, cho Thu Dương cộng chiều cao cân nặng luôn cho Thu Dương nhé. Đây ạ. Bạn ơi, cả bộ này là 200.000 nhé. Cả bộ này là 200.000, mã là B01LT25 cộng số điện thoại. Các bạn chốt mã là B01LT25 cộng số điện thoại cho Thu Dương nhé. B01LT25 cộng số điện thoại. Có thấy Tiến Mai ạ? Và Thu Dương ơi các bạn ơi, Thu Dương nói này, mẫu này các bạn có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Đấy là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là số lượng cái lắc tay này Thu Dương chỉ có 30 lắc. Bông tai Thu Dương có khoảng tầm 40 đôi. Tức là sẽ dư ra 10 đôi cho bạn chốt bông tai lẻ. Còn lại thì Thu Dương sẽ dành cho 30 bạn chốt bộ đồ bộ này. Dành cho 30 bạn chốt bộ này nhá. Rồi 36kg không vừa nhá. Sẽ dành cho 30 bạn chốt đồ bộ này. Và cho 40 bạn, à cho 10 bạn dư ra chốt đôi bông tai. Đó, thế nên là Thu Dương, nếu như bạn nào mà không có đủ số lượng thì Thu Dương sẽ phải xin khất lại các bạn nhé.
chứ không phải Thu Dương bán hàng là bán hàng với giá này xong không có thể nói là lừa đảo mới câu like đâu ạ. Số lượng không đủ và Thu Dương bán rất nhiều, có rất nhiều bạn đã nhận được một cái lắc tay nào và một đôi bông tai này rồi nhá. Đấy. Nên các bạn chốt là B01LT25 cộng số điện thoại với giá là 200.000 anh Nga ơi. 200.000 luôn ạ, 200.000 nhá. Các bạn đặt hàng xong thì vui lòng vào inbox để lại địa chỉ cho Thu Dương luôn ạ. Rồi, có thấy Thu Hồng Nguyễn ạ, 42 cân không có vừa bạn ơi. Cô chủ nhỏ Sky B01, Nhâm Lương Đinh B01 cộng LT25. B01LT25 cộng số điện thoại luôn nhá. Và sẽ ưu tiên cho những bạn chốt bộ trước 53 cân vừa Thùy Dung ạ, 53 cân vừa luôn đấy ạ. Rồi, bạn Tiến Mai, size to 60 cân không vừa Tiến Mai ơi. Size này không có 60 cân nhá. Chỉ bắt đầu từ 55 cân cho đến 45 cân thôi ạ. Nhâm Lương Định BO01 cộng LT25 45 cân không vừa Phạm Tuyến ạ. Chất liệu hợp kim phủ vàng 24K bạn nhé. Chất 60 cân không vừa ạ. 60 cân không vừa. Cái lắc tay này sẽ vừa từ 45 cho đến 55 cân ạ. 45 cho đến 55. Chất liệu hợp kim phủ vàng 24K bạn ơi. Rất là đẹp luôn ạ. À, bạn say xúc cảm xúc ơi, bạn vào inbox luôn cho mình nhé. Rất nhiều bạn nên là Thu Dương không đọc được comment đâu ạ. 55 cân vừa Lý An ơi. Nhỏ lấy em nhé. Rồi, bộ này cả bộ là 200.000 ạ. Cả bộ là 200.000 ạ. Đây nha, một bông tai và một lắc tay trị giá 200.000 luôn ạ. Một bông tai, một lắc tay trị giá 200.000. 50 cân vừa Thủy Đoàn ơi. 50 cân vừa luôn nhá. Sẽ dành cho 30 lắc và 30 đôi bông ạ. 30 lắc và 30 đôi bông nhá. Hoa Nguyễn ơi. Thu Dương cũng không biết được là bạn nào sẽ chốt được nữa, bởi vì Thu Dương không giữ đơn cho bất kỳ ai cả. Nên các bạn chốt xong thì các bạn vào vui lòng vào inbox để lại địa chỉ luôn cho Thu Dương. Anh kéo lại, kéo xong cho em. Rồi, xong. Lắc rất đẹp rồi, cho mình đôi bông tai nhé. Có những chị đã nhận được lắc tay rồi phải không ạ? Có những chị thì đã nhận được lắc tay rồi đúng không Phương ơi? Lấy cho chị cái dây đi. Dây buộc tóc để nóng. Chị... nóng. Nóng quá để chị bắt đầu like kiểu, chuyển sang like kiểu. Rồi mã đấy nhá. Mã đấy thì Thu Dương nói luôn này. Thu Dương chỉ có 30 lắc tay thôi, 30 lắc tay và 40 đôi bông. Thế nên là những bạn nào chốt được thì các bạn vào inbox để lại địa chỉ cho Thu Dương nhé. Em mua lắc rồi chỉ bán cho hoa tai. Có rất nhiều khách hàng hôm trước đã mua lắc của Thu Dương rồi đúng không? Rất là thích mẫu lắc này luôn đúng không? Qua mẫu rồi chị, người ta đặt nhiều quá sợ, quá số lượng. Qua mẫu rồi nhá. Qua mẫu rồi, mẫu đấy thì qua rồi. Bây giờ thì Thu Dương sẽ chuyển sang kiềng, sẽ chuyển sang kiềng. Đó. Sẽ chuyển sang kiềng và dây nhá, sẽ chuyển sang kiềng và dây. Bán kiềng và dây nhá. Lấy cho chị xin cốc nước nữa. Mình không mua được mã này thì mình sẽ mua mã khác. Đó. Sáng chị đặt bông tai rồi, giờ lấy luôn bông tai chỉ nhé. Rồi sao không chốt được. Rồi làm sao. Dung Pham lại lấy thêm ạ. Dung Pham ơi, hôm trước em thấy chị chốt nhiều lắm rồi mà Dung Pham. Chất liệu là hợp kim phủ vàng 24K. Bây giờ chuyển sang dây và lắc tay nhá. Kiềng nữa, có rất nhiều mã kiềng rất là xinh. Nóng lắm. Không chịu được. Nào vào ghi mã này cho chị ạ. Vào ghi mã này nhá. Cảm ơn Nga Triều. Nào kiềng này thì khá là xinh rồi đúng không phải cả nhà ơi. Mọi người có thích mẫu kiềng này không ạ? Mẫu kiềng này em giảm giá luôn đấy. Và duy nhất trong tháng 3 này nhá. Chỉ duy nhất trong tháng 3 thôi ạ. Duy nhất trong tháng 3 Thu Dương giảm giá. Còn qua tháng 3 rồi sẽ không có giảm giá đâu ạ. Có nhẫn nhá. Mẫu kiềng này rất là xinh luôn ạ. Cực kỳ xinh luôn. Yêu lắm. Mẫu này thì yêu vô cùng ạ. Đẹp. Đẹp đến từng chi tiết luôn nhá. Để lên cái này. Phương ơi Phương. Phương ơi kê lên cái này nó cao hơn một chút cho chị cái. Dung Pham nghiện đồ của em hả? Kê lên để cho nó đỡ bị bóng. Rồi. Rồi. Kiềng đẹp quá đúng không? Cái kiềng này quá xinh luôn ạ. Kiềng này thì Thu Dương sẽ chỉ chốt. Kiềng này là sâu hết rồi đúng không? Hỏi Hiền xem kiềng này sâu hết không? Phương ơi ghim. Ghim cái mã này cho chị. Kiềng này có chốt cho 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sẽ có 10 kiềng chốt cho 10 bạn. Nếu như bạn nào không chốt được thì bạn chuyển sang mã kiềng khác cho Thu Dương nhé. Nếu như bạn nào không chốt được thì chuyển sang mã kiềng khác cho Thu Dương nhé. Kiềng này sẽ là 450 sẽ giảm xuống cho các bạn 200.000 và chỉ còn giá là 250.000 thôi. Lắc bi hết rồi Vân Phùng ơi. Đây ạ.
Kiềng này là 450.000 như Thu Dương đã nói ban đầu, giá niêm yết là 450.000 và giảm xuống còn 250.000. Nhưng các bạn nếu như đã từng theo dõi livestream của Thu Dương thì chắc chắn là không bao giờ có giá kiềng là giá 250.000. Đó, chưa bao giờ Thu Dương bán giá kiềng với giá 250.000 đâu. Thu Dương sẽ giảm là nói giảm, còn giá niêm yết nó sẽ về giá niêm yết luôn ạ. Mã của nó là M76 cộng số điện thoại nhé. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán và Thu Dương đọc cho những ai thì các bạn chốt cho Thu Dương nhé. Đây ạ, mã này là M76, giá là 250.000, rất là xinh luôn đấy ạ. Các bạn chốt là M76 cộng số điện thoại giúp Thu Dương nhé. M76 cho bạn Frost Candy là 1 này, cho Mai Lương là 2 này. Các bạn phải chắc chắn chốt đơn nhé. Rồi cho bạn Hương Lan là 3. Chắc chắn chốt đơn thì hãng chốt, còn đắn đo thì chưa nên chốt ạ. Đấy, cho Multigold là 4, cho anh Lina là 5, anh Lina là 5, cho Phương Phương là 6, cho có dây chút nữa Thu Dương sẽ like dây. Rồi cho bạn Võ Thị Minh Thùy là 7, Thủy Phương là 8, Minh Phương Nguyễn là 9 và Dương Liên là 10 bạn. Có 10 bạn nhá. Các bạn ơi, chị Mỹ Dung ơi, chị để cho các bạn khác mua đi, em thấy chị mua nhiều lắm rồi chị Mỹ Dung ạ. Em thấy một ngày ngày nào chị cũng mua đồ trang sức nhà em là sao hả chị Mỹ Dung ơi? Nghiện thì nghiện vừa thôi chứ, nghiện quá không có tốt đâu, tốn tiền. Đấy, mua vừa thôi để cho người nào chưa mua ấy thì là mua cho. Người nào chưa mua thì để biết đến đồ trang sức của bên em. Ngày nào chị cũng mua đồ giảm giá nhà em rồi, nên là mình mua vừa phải thôi. M76 với giá 250.000. Các bạn vào inbox để lại địa chỉ cho Thu Dương nha, cộng số điện thoại vào để lại cho Thu Dương nha. Cửa của em có được không? Phương Lương hình như chị vừa đọc rồi. Chị nghiện thì chị cũng nghiện vừa phải thôi. Nghiện quá. Khách nhà em có nhiều người nghiện quá chị ạ. Khổ tâm ghê cơ. Có dây trắng không? À, mang mấy cái dây trắng sâu dưới dây kia. Rồi. Rồi, nào tiếp tục ạ. Kiềng đó chưa được mua. Trời ơi, chị mua nhiều lắm, chị còn mua hộ cho cả bạn chị nữa. Thực ra thì để cho những bạn nào mà bạn ấy chưa tiếp xúc với đồ trang sức của Thu Dương để cảm nhận về sản phẩm của Thu Dương, mua với giá rẻ nhưng nó là hàng chất lượng và hàng Việt Nam, hàng trực tiếp sản xuất và thiết kế nhá. Hàng trực tiếp sản xuất và thiết kế luôn ạ. Chút nữa Thu Dương sẽ like lắc tay. À, Võ Sầu Riêng ơi. Võ Sầu Riêng ơi, sản phẩm này đeo lâu thì cũng sẽ bay màu. Nó là sản phẩm mạ vàng thôi, nó không phải là. Sao không gửi một bộ cho chị à? Phạm Hương ơi, em không nhớ luôn ấy. Nhà em đông khách, chị có vào inbox luôn cho em đi ạ. Lúc đấy chị bảo cái nó sâu cái dây trắng mà. Sâu dây trắng với giá 99k đi. Ở dưới này này. Lúc đấy Hiền nó sâu một đống ở dưới này này, chị bảo nó sâu mà. Rồi, đặt như thế nào? Hiền Thành Tâm ơi, chị hỏi gì ạ? Bán tiếp rồi ạ, em sẽ lại bán tiếp nhá. Sẽ lại bán tiếp một mã kiềng siêu xinh luôn ạ. Rất nhiều lắc tay nha các bạn, rất nhiều lắc tay ạ. Đấy, lắc tay này bán hết rồi anh ạ. Bán hết rồi? Chốt, vâng. Có 30 lắc thôi mà đến 5-70 người chốt làm sao mà có thể bán đâu. Okay. Anh đừng like nữa, like người ta chốt không được, người ta nói mình ạ. Khách nhà em đấy, trong các bạn thấy không? Đấy. Bán nhanh quá, không có kịp, cứ tưởng là vẫn còn. Không, làm gì còn nữa đâu. Đấy, các bạn thông cảm nhé, hàng đã bán. Hàng đã bán rồi cứ đòi like. Rồi. Nào, dây này với giá 99k, dây này có mấy mặt này em? Đấy, bán. Xích Long ơi, anh hỏi Xích Long hỏi gì đấy ạ? Livestream tí tặng quà nó đây. Đây. À, dây này thì Thu nghĩ là bạn nào mà thích màu trắng, thích sự nhẹ nhàng mà mua giá này thì siêu yêu thương luôn ạ. Sẽ bán cho những bạn đã chia sẻ trên livestream cho Thu Dương rồi nhá. Vòng tuần hôm nay em có nhưng mà sẽ có vòng xoay nhỏ luôn ạ. 2 đến 3 ngày nhận được ạ. Đây một cái dây rất là mảnh và rất là nhẹ nhàng ạ. Dây này cực kỳ nhẹ nhàng và rất là mảnh luôn. Chị Thu Thủy ơi, B30 hết rồi chị Thu Thủy ơi. Lúc đấy chốt nhiều lắm nên là em không dám hứa là chốt cho đâu ạ. Này thì nhanh hoài không được gì cả. Đợi Thu Dương một chút nhé. À, chồng ngốc vợ ngốc thích dây này đúng không? Kiềng Chanel dây trắng đi em. Chị Lê Bình ơi, đợi em chút, em sẽ tìm kiềng Chanel. Có thấy Hoa Nguyễn ạ? Mẫu dây này với giá 99k rất là xinh luôn, chốt hoài không được. Em ơi, ghim cái mã này đi em. Ghim mã này cho chị. Ghim mã này. Đây. Em ghim chữ M31 đi. M31 có kiềng trắng ạ. Chút nữa Thu Dương sẽ like. Đây, đây nhá, mã 99k xuất hiện nhá. Mã 99k xuất hiện trong tại trang sức Thu Dương luôn ạ. Trả lời em muốn chết không được trả lời. Hiền Thành Tâm ơi, bạn hỏi gì ạ? Có mặt to hơn, chút nữa em sẽ like mặt to hơn ạ. Có rất nhiều mặt. Những bạn nào là fan hâm mộ của những mặt nhỏ này thì mình chốt luôn nhá. Có thấy Bùi Phúc ạ? Mã là M31 cộng số điện thoại. M131 cộng số điện thoại với giá 99k. 131. Anh Linda ơi, mã này là M31 với giá 99k, rất là xinh luôn ạ.
131 rồi. Đây ạ, M131 99k luôn ạ. Rồi, Giang Lê này có Thu Dương sẽ chốt em ơi xem cái mặt này còn bao nhiêu cái. Em bảo một đứa vào hỗ trợ thêm đi, đếm đi xem có cái mặt này bao nhiêu cái, chốt cho bấy nhiêu bạn luôn. Đây ạ. 99k, 99k. Ở dưới kia này, sâu lại xem. Rồi ạ. Ờ, kiềng qua mã rồi ạ. 131 này, M31 99k nhá. Chất liệu hợp kim phủ vàng trắng bạn ơi. Cái này nó là chất liệu hợp kim phủ vàng trắng. Xem có bao nhiêu mặt ạ. Xem có bao nhiêu mặt thì chốt cho mấy nhiêu bạn luôn nhá. Trời ơi, mẫu này các bạn không chốt nhanh thì hơi phí và hơi tiếc luôn. Mẫu này cực xinh luôn với giá 99k thôi ạ. Bạn Hồng Nguyễn ơi, bạn đặt số điện thoại cộng số điện thoại cộng với mã cho Thu Dương nhá. Đây, mã M131 rất là xinh cho cả nhà mình cùng xem này. Đây, cực kỳ yêu luôn, nó giống như vàng trắng. Cái dây nó rất là đẹp luôn. Cho mà nhà mình cùng xem rất là gần với cái sản phẩm luôn nhá. M131 cộng số điện thoại với giá siêu sốc là 99k. Giá niêm yết của sợi dây này là 350.000 nhá. Giá niêm yết của sợi dây này là 350.000. Và Thu Dương sẽ bán cho các bạn tại livestream với giá 99k thôi ạ. Giá 99k nó là một cái mặt giọt nước cực kỳ nhẹ nhàng và rất là xinh. Rất là nhẹ nhàng và các bạn có thể đeo thoải mái luôn bởi vì màu trắng rất là bền luôn ạ. Thúy Hồng M131, Nguyễn Hồng M131, Hoa Nguyễn 1M131. Bao nhiêu cái? 31 chiếc. Rồi xem là có bao nhiêu bạn nhé. Anh Linda 1, Thúy Trần là 2, Ngân Trần là 3, ở trên kia có khoảng 20 bạn chốt rồi. Phúc Phúc là 4, Nguyễn Thanh Ngoan là 5, Ngọc Hiếu là 6. Các bạn chốt lại cho Thu Dương, Nga Phạm là 7. Với giá 99k nhé. Hà Thu Hiền là 8, Trung Hiếu, Phương Thúy là 9. À, cho bạn Mai Lương là 10, 99k cho Hoa Trương là 11, cho Ngọc Hiếu chốt rồi, Ngọc Hiếu chốt rồi, Giấc Mơ Về là 12, Hồng Ánh là 13, Mừng 7 Gợi Cậy là 14, Su Mi Đoàn là 15, rồi Nguyễn Hồng ơi, M131 cộng số điện thoại nhá. Rồi, Kiều Như ơi, em chốt mã kiểm soát đi ạ, mã kiểm đấy hết rồi. Xích Long là 16, Mẫn Phượng là 17, Nghi Lợi Phạm là 18. Các bạn ơi, khi các bạn đặt hàng này, các bạn đừng gọi điện giờ này. Giờ này Thu Dương cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu ạ. Nên là ngày mai các bạn hãy gọi điện cho Thu Dương nhé. Giờ này cũng không chốt đơn được đâu ạ. Đấy, Float Candy chị chốt rồi nhá. Tân Hồ 18, Xích Long chốt rồi, Thúy Hằng Bùi 19, Hoa Nguyễn chốt rồi. Đấy, Hoa Nguyễn chốt rồi nhá, sao biết được em đẹp. Phạm Nụ là 20, Diễm Quỳnh là 21. Đấy, Giang Lê chốt rồi nhá, M131, Vân Kelly là 22, Nguyên Hồng, Nguy Hồng chốt rồi thì phải đúng không? Phương Lan là 23, Thắng Trần là 24. Thôi chốt qua mã đấy đây, 99k thôi, chuyến 99k. Em lấy màu vàng đi, vừa mình lúc đấy cái hiền nó xong màu vàng hay sao ạ? Cái này giọt nước có cả màu vàng nhá, bạn nào thích lấy màu vàng thì lấy màu vàng cho Thu Dương nhá. Đấy, với giá 99k thôi ạ, chỉ với giá 99k thôi nhá. Siêu là xinh luôn đúng không? Vân Phùng có chốt cho Vân Phùng rồi nhá. Sau đó các bạn chủ động vào inbox để lại địa chỉ cho Thu Dương luôn nhá. Để lại địa chỉ cho Thu Dương luôn ạ. Đó. À, rồi Hoa Đặng có chốt rồi ạ. Hoa Đặng có chốt, các bạn chủ động chốt xong thì vào inbox để lại địa chỉ cho Thu Dương luôn ạ. À, Xích Long em sợ không được nhắn và vã trời. Rồi xong qua mã, sau qua mã dây rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang một mã kiềng nhá. Có kiềng ạ, có like kiềng, rất nhiều mã kiềng đẹp và giảm giá siêu sốc luôn. Đấy, giá kiềng siêu sốc, kiềng này có mấy cái thôi đúng không? Kiềng này có tầm có 2 này, 4 này, 6, 8 kiềng nhá. 8 kiềng, à đâu có 7 kiềng thôi ạ. 7 kiềng cho 7 bạn ạ. Họ sẽ có 7 kiềng cho 7 bạn nhá. 7 kiềng cho 7 bạn luôn ạ. À, mạng đơ quá. Lắc bi hết rồi Sumi Đoàn ơi. Đây ạ, 7 kiềng cho 7 bạn nhá. Có lắc tay, chút nữa Thu Dương sẽ like lắc tay. Em ơi ra lấy cái lắc tay LT2 mấy đây, chị đeo lên cho mọi người chốt luôn. Đây ạ, bạn có bán cho mình không? Chị Dung ơi, trời ơi em đâu có nhìn thấy comment của chị đâu. Đây, cái kiềng này thì chỉ có cho 7 bạn thôi ạ. Đấy, kiềng này là kiềng Tết 2 450.000. Đấy, Tết 2 450.000 sẽ giảm giá cho bạn, chỉ còn giá là 350.000 thôi ạ. 350.000 nhá. Nó ở ngoài á, vứt ở ngoài bàn đấy. Đó. Đây nhá, đây là kiềng này. Chút nữa Thu Dương sẽ mã M56. Sao gọi một người vào phụ đi. Em ơi, mọi người chán thật đấy. Đây ạ, mã này là M56 nhá. M56 sao không gọi Hiền vào phụ hộ hay là Hiền phụ hộ đi. M56 ạ. M56 với giá 350.000 ạ. Kiềng Tết 2 rồi, cho Hoa Trương một kiềng này.
M56 có kiềng 3 màu thì nữa em like nhá chị Mỹ Dung nhá. M56 nhá, M56. M56 350.000 một kiềng ạ. Rồi cho bạn Hà Hảo ơi, bạn phải chốt là M56 cộng số điện thoại Thu Dương mới chốt được. Cho Phạm Thanh Lan một kiềng này. M56 cộng số điện thoại nhá, giá là 350.000 ạ. Đấy, 350.000 sẽ còn cho 5 bạn nữa thôi ạ. Sẽ bàn cho 5 bạn này. Cho anh Thương một kiềng này. Cho bạn Hoa Nguyễn một kiềng này, còn 3 kiềng nữa nhá. Còn 3 kiềng nữa thôi ạ. Cho Nguyễn Anh một kiềng nữa, cho Nguyễn Anh một kiềng này. À, rồi cho Xích Long một kiềng nữa ạ. Và còn một kiềng duy nhất ạ. Bạn nào chốt nữa không ạ? Rồi, kiềng này là hai Tết 2 như một màu chị Mỹ Dung ơi. Cho Phạm Thanh Lam một kiềng nhá. Rồi, bạn Hảo, Hà Hảo vào inbox luôn cho Thu Dương nhá. Nếu như các bạn không chốt được mã này thì các bạn chuyển sang mã sau cho Thu Dương nhá. Có rất là nhiều mã đẹp. Hả? Ừ, 250. Đây ạ. Mã này là 350 nhá. 350, kiềng Tết 2 rất là xinh luôn, đẹp chất như nước quất luôn ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy ạ, M56 cộng số điện thoại giá 350.000 ạ. M56 cộng số điện thoại giá 350.000 nhá. Đấy, chắc chắn chốt đơn nha. Chắc chắn chốt đơn thì chốt cho Thu Dương, còn chưa chắc chắn cứ xem live nhá, theo dõi livestream. Đó, chứ mình cứ chốt vui ấy, sau đó thì mình cắt cho người nọ chuyển sang người kia, xong cuối cùng là người thì không được, có người thì không lấy. Đó. Chất liệu là hợp kim phủ vàng 24K luôn ạ. Không, bạn cô chủ nhỏ Sky ơi, nó là chất liệu hợp kim phủ vàng 24K nhá. Còn đây là mẫu lắc tay mà rất là hit hot nhất tại trang sức Thu Dương luôn. Đó, vòng tay bạn nào có ưng vòng tay này thì comment cho Thu Dương nhá. Hả? Từ từ chị chưa like. Tôi hỏi đã. Kiềng Tết 3 đây. Wow, mẫu kiềng Tết 3 xinh quá. Nhẫn đi cho đủ bộ. Mẫu này thì siêu xinh này. Kiềng này là kiềng Tết 3 nhá các nàng nhá. Lắc này có màu trắng không? Không có màu trắng em ạ. À cái này là sản phẩm mạ vàng đeo mãi thì nó phải phai màu rồi. Kiềng này là Tết 3 nhá. Chất liệu hợp kim phủ vàng 24K Nguyễn Thu Thảo ơi. Có vòng tuần em Phương Lương ơi. Phương Lương vòng tuần chiều cao cân nặng bao nhiêu hả Phương Lương? Có vòng tuần nhưng chỉ có size nhỏ thôi. Có dây trắng Hương Thủy ạ. Đây màu kiềng đây ạ, màu kiềng nhá, nó có sẽ có màu xanh, hai màu xanh luôn ạ. Đây ạ. Bạn nào có thích kiềng này không ạ? Lắc tay hiện tại chưa có, có thấy Nguyễn Ly nhá. 60 cân vừa nhá Hương Nguyễn ơi. 60 cân vừa lắc tay này đang được giảm giá, 350 giảm xuống còn 199k. Không có lắc tay màu trắng, có mã khác thôi ạ. Đây. Lắc tay này nó là mã LT23 cộng số điện thoại nhá. LT23 cộng số điện thoại. Đợi em một chút nhé, đợi nhé. LT23 cộng số điện thoại. Còn kiềng này 550. 550 giảm về còn 350 nhé. 550 kiềng Tết 3 luôn, rất là xinh luôn ạ. Đấy, kiềng này là kiềng này. Em ghim kiềng Tết 3 đi. Tết 3 nó là M19. M19. M19 nhé. Rồi có tí nữa có chút like nhận. Có like nhận đây bạn Multigon ơi. Đây nhá, kiềng Tết 3 350.000. Rồi. Nó là M19 nhá. M19 350.000, kiềng này nó có 3 màu. Có hai có màu xanh. Có màu xanh, màu trắng. Các bạn thông cảm nhá, màu trắng thì số lượng nó không có nhiều đâu. Chủ yếu là màu xanh, hai màu xanh này luôn ạ. Mình nhận được lắc tay đẹp long lanh luôn. Rồi, 47 cân vừa luôn ạ. Ximen có, ximen các bạn phải để lại chiều cao cân nặng luôn ạ. Bạn nào chốt kiềng này là M19 cộng số điện thoại cho Thu Dương nhé. M19 cộng số điện thoại với giá 350.000, mẫu kiềng Tết 3 luôn. Rồi chốt cho Bùi Phúc một M19 luôn ạ. Cho Minh Huyền Đặng LT23. Đây ạ. Rồi cho Mỹ Dung một M19. Mỹ Dung M19 đeo đẹp lắm nhé. Giọt nước màu vàng có nhé. M19 này. M19 rất là xinh là luôn ạ. Đấy. 66 cân đeo mã nào luôn ạ. Phương Lương chốt M19 màu trắng ạ. Có màu đá màu trắng nhé Phương Lương nhé. Có đá màu trắng và đá màu xanh. Có mấy màu luôn, có thấy Thương Nguyễn ạ. Đây ạ. Mã là M19 cộng số điện thoại cho Thu Dương. Mỹ Dung lấy đá màu xanh đang em đang đeo luôn đúng không Mỹ Dung? Chị xem cái túi đấy nó có những cái màu nào này. Có những mấy cái màu đá này. Chị biết chị like chính là cái màu này. M19 cộng số điện thoại nha các bạn nhé. Đây là mã M19 ạ. Nguyễn Ly là T23 66 cân là vừa nhá Nguyễn Ly nhá. Chị Mỹ Dung hơn 60 cân đeo vừa luôn ạ.
có kiềng nhỏ hơn nha Phạm ơi, có kiềng nhỏ hơn nhá. Mã này là 350.000 ạ. Lắc tay là mã này ạ. Em ơi nghỉ game rồi em, qua game rồi. Qua mã game rồi, hết rồi đúng không? Chơi game đi chị. Qua mã game rồi. Không có màu đỏ Phương Lương ạ. Không có màu đỏ. Chỉ có màu xanh thôi. Qua cái mã này. Cái kiểu màu trắng là nhiều. Cá trắng là nhiều. Phúc Phúc chọn mặt màu xanh ạ. Nhẫn. Nhiều bạn thích like nhẫn đúng không? Like nhẫn cóc nhá. Like nhẫn cóc, các bạn có chốt nhẫn cóc không ạ? Có cả màu trắng này. Vòng chị đang đeo là LT23 cộng số điện thoại nhá. Lắc tay là LT23, giá là 199.000 ạ. Vòng tay Thu Dương đang đeo, bạn nào chốt là LT23 cộng số điện thoại cho Thu Dương, giá là 199.000. LT23 cộng số điện thoại, giá là 199.000 nhá. Chị có kiềng dây trắng hả chị? Là sao ạ? Bạn ơi bạn đổi mã. Bạn đổi sang mã nào hả bán? Ximen bạn Xiêm Tiến muốn xem Ximen báo chiều cao cân nặng đi. Nhẫn Chanel bản to chị ơi, nhẫn Chanel bản to chị đang không có. Bạn nào chốt lắc tay này là LT23 cộng số điện thoại cho Thu Dương nhé. LT23 cộng số điện thoại này. Đó. Bạn nào có thích đeo kiềng trắng này không ạ? Kiềng trắng này rất là xinh này. Hương Nguyễn LT323, Hoa Nguyễn 1 LT23. Đây, mã lắc tay này LT23, giá là 199.000. Lắc tay này luôn ạ. Có loại lắc nào dành cho 40 cân không? À, Mỹ Nhiên ơi, bạn có thể chọn lắc này cho chị kiềng màu trắng. Phúc Phúc chị lấy kiềng màu trắng phải không ạ? À, kiềng màu trắng. Còn dây giòn nước khi nãy mà nhắn tin không được. Huynh Linh ơi, Huynh Linh vào nhắn tin trước nhé. Kiềng màu trắng này là 350.000. Rồi 1m. Ximen 1m53, nặng 52 cân. LT23 là lắc tay nhá. Em lấy kiềng màu trắng và đá trắng. Rồi Phương Lương ơi, chốt mã kiềng màu trắng và đá trắng này. Nào bạn nào chốt để Thu Dương chốt lẻ cái mã kiềng màu trắng và đá trắng này đi. Ai chốt mã kiềng màu trắng và đá trắng này ạ? Comment luôn cho Thu Dương đi ạ. Lấy kiềng đá trắng màu trắng này. Ai chốt kiềng đá trắng màu trắng này thì cho comment cho Thu Dương luôn để Thu Dương chốt riêng cho các bạn nhé. Đúng rồi Tuyết Hồng ơi, cái này nó là đồ trang sức mỹ ký thôi ạ. Xin chào Thanh Phương Hoàng ạ. À Phương Lương lấy màu vàng. Màu vàng là kiềng vàng đá và đá trắng chứ. Vòng thuần. Vòng thuần là chiều cao cân nặng lúc nãy không có đủ sai. Rồi cho Vũ Phan Trương cho mình kiềng màu trắng này. Rồi chốt cho Phà Vũ Phạm Trương nha. Vũ Phạm Trương một kiềng này. Đây nhá. Kiềng này là màu trắng này. Mặt đá trắng luôn, đeo rất là bền. Với giá là 350.000 nhá. 350.000 nhá, bạn nào chốt cái kiềng này thì là chốt cho Thu Dương cộng số điện thoại luôn ạ. 39. Đây nhá. Cộng số điện thoại cho Thu Dương luôn ạ. 350.000 nhá. Chị kia túi. Xem dây trắng loại to à? Dây trắng loại to như thế này được không ạ? Không gì nhé bạn ơi, không có gì đâu. Đây nhá. Dây trắng loại to, mặt to đây. Vũ Phạm Trương này. Vũ Phạm Trương 0169 Dây trắng đấy không có mặt vàng bạn ơi.
dây chàng đấy không có mặt vàng. Nguyễn Hiền nhắn tin cho anh về, khi nào anh về đấy mang hoa tai với vòng về cho em được không, xong em qua em lấy. Thế à, chốt à. 49k không còn mã đâu nhá. Đây, dây trắng mặt to đây ạ. Dây trắng mặt to bạn nào chốt không ạ? Dây trắng mặt to 450.000 nhá. Bạn nào chốt thì chốt luôn cho Thu Dương, không phải bây giờ Thu Dương nghỉ live đấy ạ. Rồi cho Phan Anh một dây trắng mặt trắng luôn này, 450.000 này. Hoa tai vào vòng 200k. Của Phan Anh là một dây trắng mặt trắng 450 này phải không Phan Anh ơi? Đây ạ. Thục Hà chốt cho Thu số điện thoại luôn ạ. Đây ạ. Kiềng trắng chờ neo từ từ. Rồi sẽ like nhẫn. Đợi tí ạ. Có nhiều bạn thích nhẫn đúng không? 450.000 nhá. Dây trắng không được. Được không? Kiềng tay chị đang đeo. Niềm Hạnh Phúc ơi, kiềng tay chị đang đeo 199k nhá. M07 ạ. Ok. Em gói cho anh cái gói này và tí mang vào cho nó. Vâng. 0915. Hoa tai và vòng tay. 045. B01 VLT25. 0915. 0915. 129045. Đợi. À bạn Phan Anh ơi, có phải Phan Anh chốt dây này không ạ? Dây trắng nhỏ hơn có loại khó. À mặt nhỏ à? Mặt nhỏ là kiềng mặt nhỏ này hả bạn Phan Anh ơi? Chất liệu hợp kim phủ vàng trắng luôn ạ. Chị mua dây trắng không được nhé chị Nga Phan nhé. Phan Anh có phải chốt dây kiềng này không ạ? 350 phải không ạ? Phan Anh ơi cho mình hỏi có phải chốt mã kiềng và mặt này không ạ? Để mình chốt để mình còn cho đơn vào nào. Rồi chốt cho Thục Hà này. 4. Thục Hà là lấy cả dây cả mặt 450k nhá. Em ơi mang nhẫn ra để chị like nhẫn nào. Không 976. Thu Hà này. Không biết Phan Anh chốt mã nào, nếu mà không comment lại Thu Dương không chốt cho các bạn nhé. À Phan Anh đúng rồi. Đây của Phan Anh là kiềng 350, sửa lại giá chị. Cho mình hỏi dây vòng vừa rồi chất liệu gì? Chất liệu hợp kim phủ vàng trắng bạn ơi. Chị Mỹ Dung ơi, chị lấy không vừa lấy mặt là 200.000 nhá. Có ai chốt lắc cả, chốt nhẫn cóc này không ạ? Bạn nào chốt nhẫn cóc và lắc cóc được không? Bên mình có lắc cóc và nhẫn cóc kèm theo bộ đấy ạ. Nhẫn cóc siêu xinh luôn này. Nhẫn cóc với giá 99.000 nhá. Bạn nào chốt nhanh thì được nhá. Nhẫn cóc với giá 99.000, bạn nào chốt không ạ? 99.000 nhẫn cóc này. 99.000 nhẫn cóc này, bạn nào chốt không ạ? Rồi, 99.000. Không có nhẫn vàng, chỉ có nhẫn trắng đeo cho bền. Mã nhẫn cóc này là N15 cộng số điện thoại nhá. Giá 99.000, mã N15 cộng số điện thoại, đeo siêu bền luôn ạ. N15 cộng số điện thoại. Giá 99.000 ạ. Mà N15 cộng số điện thoại, giá 99.000. Ship Hà Nội 30.000 Nga Pham ơi. Em ghim chị N15 cộng số điện thoại. Ship toàn quốc 30.000 nhá. Chị Mỹ Dung vào inbox ạ. Rồi cho Hiền Thanh Tâm một chiếc này. N15 cộng số điện thoại với giá 99.000 nhá. Bạn Trinh Nguyễn Duy ơi, chốt mã N15 cộng số điện thoại nhá. Hoa chương N15 cộng số điện thoại ạ. Mẫu này siêu bền luôn ạ. Mẫu này đeo thoải mái, tắm giặt thoải mái nhá. Chị Mỹ Dung lấy một nhẫn luôn ạ. Tắm giặt thoải mái luôn. Đeo rất là bền. Đeo từ năm nọ sang năm kia thoải mái luôn. Siêu bền. Đá rất là sáng. Rồi, cho bạn Mai Võ N15 cộng số điện thoại nhá. Giá 99.000 một nhẫn này nhá. Nhẫn cóc giá niêm yết của nó là 350.000. Giảm về còn 199.000. Nên các bạn chốt nhanh đi ạ. Cho Bim em một N15 ạ. N15 này.
Phan Duyên ơi, em không gửi Đài Loan ạ, bên em chỉ bán hàng tại Việt Nam thôi ạ. Khi Thu Dương qua mã rồi thì Thu Dương sẽ không có like lại đâu nhá. Hiền Thanh Tâm chưa thấy có chốt mã N15 cộng số điện thoại nhá. Hiền Thanh Tâm xem nào. À có Hiền Thanh Tâm rồi nhá. N15 cộng số điện thoại với giá 99.000 ạ. Rất là xinh luôn ạ. Rồi cho bạn Nguyễn cho bạn Chính Nguyễn Duy một cái, Bùi Phúc một, Nguyễn Chính một. N15 cộng số điện thoại theo mã mà Thu Dương có ghi á. Giá 99.000 một nhẫn này ạ. Ai chốt thì ghi mã cho Thu Dương nhá. Cho mình thu về Xuân Hòa là bao nhiêu? Hùng Nguyễn, Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng comment về Xuân Hòa. Dạ vâng, chị Mỹ Dung vào inbox cho em luôn đi ạ. Bạn Hiền Thanh Tâm ơi, có thể vào inbox để lại chiều cao và cân nặng để Thu Dương sẽ chọn size cho bạn nhé. Ship toàn quốc là 30.000, tiền ship toàn quốc 30.000, ship toàn quốc ạ. 30.000 là ship toàn quốc nha. Bây giờ thì sẽ bạn nào lúc nãy muốn hỏi gì nhỉ? Ngày mai bên mình sẽ chốt đơn luôn ạ. Cho mình xem dây cổ màu vàng. Đây dây đây. Dây đây nha, chuyển sang dây. Dây này thì chỉ có mặt này và dây này và rất là đẹp luôn ạ. Lắc tay hiện tại bên mình đang hết Nguyễn Thu Thảo ơi. Cái này đây là lại chốt rồi. Cái đấy là qua mẫu vậy. Chết rồi, có cái mấy cái mẫu mới chỉ lúc nãy chỉ vừa sâu kèm theo lắc đâu ấy nhỉ. Thì bọn mình nó sâu ấy. Là mẫu. Không, ý là vừa qua cái mẫu này. Thôi, xem cái rổ đấy nó có sâu, có cái mẫu mới chị không? Có lắc qua với cả đấy đấy. À, cái lắc hoa màu trắng ấy. Đây. Ừ, đúng rồi, theo lắc, theo mặt luôn, đưa chị sâu chị bán cùng luôn. Dây này siêu xinh luôn ạ, à. Có dây trắng nhá. Bạn nào có thích dây này không ạ? Dây này cực đẹp luôn nhá các bạn nàng nhá. Có rất nhiều mẫu, chút nữa Thu Dương sẽ like cho. Theo lắc và theo dây luôn. Dây này là giá là đang được giảm xuống còn 350.000. Giá niêm yết của nó 450, giảm xuống còn 350. Lúc nãy chị bảo cái hiền nó sâu mà. Nó làm đi đâu à? Nó sâu đi đâu à? Không hiểu nổi. Không. Cất lại lên em đó. Lòng thế nhở? Chị sâu ra rồi, chị sâu ra rồi. Nó mất cái mặt. Em hỏi cái hiền vào, gọi hỏi cái hiền chỉ với chị gái. Thu Dương có mấy mẫu này theo bộ luôn này. Xét theo bộ rất là xinh này. Xét theo bộ lắc tay xinh cực kỳ luôn. Cái này nó có cả theo mặt luôn này. Cái đấy nó có mấy mặt chị sâu ấy. Em sâu hết rồi mà chị. Ừ, nó ở đâu? Đây chỉ còn mỗi cái mặt hoa thôi. Mấy mặt hoa mới mới ấy. Không có. Cái này mặt lúc hoa chị này. Sâu mà. Thế này. Này này. Đây mặt theo lắc này này. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Tìm chị cái. Ơ lúc ấy chị sâu rồi mà. Ừ, sâu rồi thì mẹ nạ. Tìm ở đấy xem nào. Quá kìa. Anh ơi. Tất cả mình. Tự ác quỷ. À không ạ, à, mẫu này lành lắm bạn ơi, không ăn da đâu nhá. Sao mấy cái dây đấy đẹp, còn mấy cái mà. Không, có mấy cái thôi. Ừ. Đây. Không phải cái đấy, à đúng rồi. À cái dây và cái mặt này thì siêu xinh nhé các bạn nhé. Theo set theo cả bộ luôn ạ. Đây ạ. Dây và mặt này rất là xinh này. Lắc và dây theo bộ ạ. Đây ạ. Cảm ơn Trúc My ạ.
Cái này lắc cả bộ luôn nhá. Lắc này, dây này, nó xét theo bộ luôn ạ. Chốt nốt mã này, có ai chốt không thì Thu Dương sẽ nghỉ like ạ. Chị ơi, không có nhẫn chị ơi, chỉ có mặt và lắc thôi. Nó có ẩm lắc màu đen này. Mẫu này xinh lắm. Đấy. Bộ này rất là đẹp ạ. Bộ này có một bộ bạn nào chốt không ạ? Bộ này rất là đẹp luôn nhá. Rất là xinh luôn ạ. Có màu vàng bạn ơi. Cái này có màu vàng nhá. Có cả màu vàng đấy. Phương ơi, lấy cho chị cái dây màu vàng, chị sâu với cái lắc màu vàng. Chị Mỹ Dung lấy bộ màu xanh ạ. Chị Mỹ Dung lấy bộ màu xanh cho em số điện thoại luôn, chị Mỹ Dung ơi. Đây cái mặt màu vàng này. Lấy cái dây to ạ. Đây màu xanh đây. Chị ơi, cái này có dây lẻ ạ. Cả bộ 700 nghìn ạ. Cả bộ cả dây cả mặt 700 nhá. Cả bộ cả dây cả mặt là 700 này. Đây ạ. Chị Bảo Vũ lấy bộ đen cho em số điện thoại luôn ạ. Mỗi thứ có một bộ và chốt cho một người thôi ạ. Mỗi thứ chỉ có một bộ và chốt cho một bạn thôi ạ. Nên là các chị chốt cho em số điện thoại luôn nhé. Giờ cho chị Mỹ Dung bộ xanh này. Chốt cho chị Mỹ Dung bộ xanh nhá. Mỗi thứ chỉ có một bộ thôi ạ. Em lấy màu vàng. Bùi Phúc lấy màu vàng, đợi chút ạ. Xem có màu vàng đã. Like Mỹ Dung này. Sâu nốt hai bộ đi. Cái đấy có hai bộ đúng không? 2977. Rồi cho Bảo Vũ bộ màu đen này. Bảo Vũ bộ màu đen. Ai chốt cho số điện thoại luôn nhá. 098044 098044882 à? Bảo Vũ sai, thiếu số 2468. Bảo Vũ cho lại số nhá. Bảo Vũ cho lại số ạ. Hoa Trương bộ màu đen này. 0937. Em gửi hàng cho chị Dung rồi chị Dung ơi. 889498. Bảo Vũ cho lại số nhá. Rồi Bảo Vũ là 0908 804 0908. Tà 0908 đúng không? 044 882. Đấy. Bảo Vũ và Hoa Trương nhá. Bảo Vũ và Hoa Trương này chốt cho hai bạn, nếu như ai vừa thì sẽ chốt nhá. Chốt cho hai bạn bởi vì cái này nó có một bộ thôi. Ai vừa thì sẽ chốt cho bạn đấy nhá. Bảo Vũ và Hoa Trương, ai vừa thì sẽ chốt cho bạn đấy nhá. 700 nghìn này, có một bộ này. Chốt cho mỗi người một đấy thôi ạ. Cho Nguyễn Hồng này, màu xanh này. Nguyễn Hồng và Mỹ Dung nhá. Ai vừa thì sẽ chốt cho một bạn nhá. Đây ạ. Nguyễn Hồng và Mỹ Dung chốt chung một bộ này. Ai vừa thì sẽ chốt cho bạn đấy nhá. Vừa sai tay. Rồi ạ, đây ạ. Nguyễn Hồng và Mỹ Dung nhá, một bộ màu xanh, ai vừa sai tay thì sẽ bán ạ. Đây ạ. Hồng sô cô la ơi, bạn cứ vào inbox ạ. Mình cũng sẽ không cho giữ đơn được cho bạn nào đâu. Mình ai nhanh thì vào inbox thì sẽ được ạ. 0121 257 1512. Rồi. Hai bạn nhé. Không, em biết là lúc trước và sau. Không, tại vì làm cái này thì ai vừa sai thì bán ạ. Đâu rồi?
Rồi còn hai bộ nữa này. Bộ màu xanh này nhá. Bộ màu xanh này ạ. Bùi Phúc rồi em tí ạ. Xanh này ai chốt được không ạ? Có một bộ màu xanh, một bộ màu tím. Mỗi một bộ chốt cho hai bạn. Mỗi một bộ chốt cho hai bạn nhá. Mỗi bộ chốt ai bạn, ai vừa sai tay thì bán ạ. Đây ạ. Mỗi một bộ chốt cho hai bạn. Một bộ màu xanh, một bộ màu tím ạ. Đẹp xuất sắc luôn nhá các bạn nhá. Để cho mình với Bảo Vũ ạ, sao? Có bộ màu tím không em? Đây ạ, bộ màu tím và bộ màu xanh đây ạ. Đây ạ, có ai chốt cho Thu số điện thoại luôn. Cả bộ này là 700 nghìn nhá. Đây mã dây này. 700 nghìn Nhung Vũ ơi, 700 nghìn một bộ này. Rồi chốt cho Hoa Trương bộ màu tím ạ. Hoa Trương bộ màu tím. Hoa Trương. Một bộ 700 nghìn bạn ơi. 937. 889. 498. Rồi. Bộ màu xanh thì bạn để cho bộ màu tím cũng được. Rồi đây nhá, một bộ màu tím cho chị, bộ màu tím cho chị Hoa Trương nhá. Bộ màu tím rất là xinh đấy ạ. Mỗi thứ chỉ còn một bộ thôi ạ. Còn ai chốt nữa không ạ? Đâu bộ màu vàng đâu. 1m56 55 cân xi men không còn bạn ơi. Đây bộ màu vàng đấy ạ. Vòng tuần chị đang chị chưa like được. Phương Lương ơi, mai sẽ chưa mai xem like vòng tuần đi. Ship 30.000 toàn quốc ạ. Bộ màu vàng, bộ màu vàng có một bộ đúng không? Có hai bộ à? Bộ màu vàng có hai bộ nha. Mặt của nó. Ôi thế cái mặt lắc trắng này không có một cái mặt trắng nhỉ? Bộ màu vàng này có hai bộ, ai chốt cho Thu số điện thoại luôn ạ. Bộ màu vàng có hai bộ ạ. Bộ màu vàng, rồi chốt cho Bùi Phúc. Bùi Phúc cho số điện thoại luôn, Bùi Phúc ơi. Bùi Phúc này. Bộ màu vàng có 2 bộ ạ. Bộ màu vàng. Rồi chốt cho Bùi Phúc. Bùi Phúc cho số điện thoại luôn Bùi Phúc ơi. 700 nghìn nhá. Bùi Phúc số điện thoại đây này. Có rồi ạ, 0168. Bộ cả bộ là 700 nghìn ạ. Bộ màu vàng có 2 bộ ạ. 2437. 700 nghìn nhá. Đây ạ, cả bộ này là 700 ạ. Còn một bộ nữa bạn nào chốt nữa không ạ? Cả bộ này nhá. Còn một bộ nữa bạn nào chốt nữa không ạ? Đây. Mẫu lắc rất là xinh ạ, cực đẹp, mẫu lắc hoa hồng hot nhất tiện hiện nay đấy ạ. Dây cực xinh luôn ạ. Đây, mẫu dây thì quá xuất sắc luôn ạ. Đấy, đẹp vô cùng luôn đúng không các bạn? Đeo lên thì đẹp cực kỳ. Không có bộ nào 1 triệu đâu Nga Nguyễn ơi. Đấy. Đẹp luôn ạ. Không ạ, cái này em bán không bán nguyên dây nhá, em bán cả bộ luôn nhá, bởi vì là mỗi thứ này chỉ có một bộ thôi. Không có bộ nào 1 triệu đâu Nga Nguyễn ơi. Được rồi, đi ngủ. Đặt được hàng rồi yên tâm đúng không ạ? Được, đi ngủ. Tay nhỏ là bao nhiêu ở mỹ phẩm Phương Thủy ơi?
Mẫu này đá của nó đá cực đẹp luôn ạ. Đá của nó sáng lắm, sáng quắc luôn ạ. Siêu sáng luôn. Đây, đây. Ừ. Đấy. À, các bạn không chốt thì Thu Dương sẽ nghỉ like nhá. Thu Dương còn một bộ đá màu xanh này. Xem cái nào cũng mê luôn ý ạ. Nếu mà đá nghiện đồ trang sức thì xem đồ Thu Dương thì mê nghiện luôn ạ. Còn một bộ đá màu xanh này. Còn một bộ đá màu vàng này. Ôi mấy cái mặt đá này là không còn đá theo màu này, không có. Em cao 1m56 nặng 48 cũng hưởng tiền 350k thôi. Vừa nhá Phan Anh nhá, vừa thoải mái luôn. Chị Phạm ơi, mai like vòng tuần đi, vòng tuần thì không có số lượng nhiều nên chị không dám like, nó không có đủ size. Vòng tuần nó phải đủ số lượng cơ. Chốt cho Hoa Trương bộ màu vàng tiếp à? Hoa Trương chuyển bộ à? Thế là Hoa Trương chuyển sang màu vàng à? Hả Hoa Trương ơi? Này còn một bộ màu xanh, một bộ màu vàng, còn ai chốt nữa không ạ? Đẹp quá. Đẹp này mà không ai chốt à? Không chốt nghỉ like. 700.000. 700.000, 700.000 một bộ. Không ai chốt, Thu Dương nghỉ like nhá. Rồi à, em chốt cho Bảo, cho Mai chốt cho mình với Bảo Vũ. Thế chị Mai, Mỹ Dung và Bảo Vũ là một à? Mỹ Dung với Bảo Vũ là một hay là hai người? Hai người lấy hai bộ nhá, hai bộ khác nhau nhá. Mỹ Dung với Bảo Vũ lấy hai bộ khác nhau nhá. Xin phép cả nhà, Thu Dương sẽ nghỉ live, trưa mai sẽ live stream tiếp. Và tối mai lại live stream mini game tiếp nhé cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Nga Nguyễn chốt bộ màu xanh cho đối số điện thoại luôn Nga Nguyễn ơi. Hai bộ khác nhau. Lấy bộ màu vàng và bộ tím xã hội đen nha em. Chị Hoa Trương là bộ màu vàng, bộ màu tím. Thế chốt nốt cho chị Hoa Trương bộ màu vàng và bộ màu tím luôn này. Hết nhá, chốt cho Hoa Trương nhá, một bộ vàng tím này, Hoa Trương đơn hai đơn. Chị Hoa Trương là bộ vàng và bộ tím luôn đúng không? Đây của Hoa Trương này. Khoan đã. Hùng Nguyễn ơi, Huỳnh Hùng Nguyễn ơi, bộ này Hoa Trương lấy rồi ạ. Hoa Trương này. Hoa Trương là một bộ màu tím và một bộ màu vàng phải không ạ? Còn lúc đấy ai lấy bộ màu xanh ấy nhỉ? Hoa Trương nhá. Ok chưa ạ? Hoa Trương một bộ màu vàng, một bộ màu tím phải không ạ? Cho em hỏi có đúng không Hoa Trương ơi? Đây Hoa Trương này. Dạ mai bên em chốt đơn ạ. Nguyên Hồng chốt màu xanh cho số điện thoại đi Nguyên Hồng ơi. Bảo Vũ lấy bộ đen. Dạ vâng ạ, chốt cho Bảo Vũ bộ đen nhá. Rồi Nguyên Hồng ơi, còn nốt một bộ duy nhất cuối cùng, chốt nốt cho Nguyên Hồng cho Bảo số điện Vũ thoại luôn nhá. Bảo Vũ có đơn đấy mà. Chốt rồi. Ừ, chốt rồi. Nguyên Hồng còn nốt một bộ màu xanh, chốt cuối cùng cho Nguyên Hồng này. Trời, Nguyên Hồng nha. Xong, hết, kết thúc. Bộ này hết sạch rồi. Bộ này siêu hot. Hit hot của tại trang sức Thu Dương. Xong. Hoài Anh bộ vàng hết rồi Hoài Anh ơi. Thu Dương hết rồi ạ, không còn nữa đâu ạ. Bộ đấy hết rồi, mỗi thứ nó chỉ có một bộ thôi.
Xin chào cả nhà và chúc cả nhà ngủ ngon nhá. Hẹn gặp lại vào trưa ngày mai và tối ngày mai. Tiếp tục chúng ta sẽ lại có những show mini game cực hot và siêu hot luôn ạ.